Câu chuyện cô gái nghèo thắp đèn. Trong thời của Đức Phật, có một cô gái ăn mày tên là Nang Đà, hàng ngày đi ăn xin để kiếm sống. Nàng tuy nghèo khổ nhưng tâm tính lương thiện, lại có trí tuệ. Một ngày nọ, nàng nghĩ: than ôi, mình nghèo khó như thế này, hàng ngày đều vì sinh sống mà phải chịu khổ. Đây đều là do kiếp trước chẳng chịu bố thí tu phước. Nhưng kiếp này đã túng quẫn đến nỗi phải xin cơm từ người khác rồi, cái gì cũng không có thì làm sao mà bố thí đây? Có một lần khó khăn lắm, Nang Đà mới xin được một chút ít tiền. Đây cũng là phước báo mà nàng đáng có trong vận mệnh của mình. Vừa ngay lúc đó, nàng nhìn thấy vua Ba Tư Nặc vì muốn mời Đức Phật dùng cơm mà giăng đèn lồng trang trí sáng rực từ vườn kỳ thọ của trưởng giả Cấp Cô Độc đến thẳng hoàng cung. Dọc theo đường đều thắp những ngọn đèn dầu lung linh để nghênh đón Đức Phật. Nang Đà vừa nhìn thấy liền suýt xoa: ôi cha, ông vua này có phước báo lớn quá, thắp nhiều đèn như thế để cúng dường Phật, thật là khiến cho người khác thèm muốn quá. Nàng Nang Đà cũng muốn thắp đèn cúng Phật, nàng bèn lấy số tiền nhỏ ăn xin được đi mua dầu, nhưng số tiền quá ít ỏi, chẳng mua được bao nhiêu dầu. Ông chủ bán dầu hỏi nàng mua dầu để làm gì. Nang Đà đem hết tâm nguyện thắp đèn dầu cúng dường Đức Phật kể ra với ông ta. Ông chủ bán dầu chợt khởi lên lòng thương xót cô gái tội nghiệp nên rót thêm dầu cho nàng, khiến cho nàng có đủ dầu để thắp được một ngọn đèn. Cô gái Nang Đà có được dầu rồi thì rất đỗi vui mừng, liền đem ngay đến kỳ viên của ông Cấp Cô Độc để cúng dường Đức Phật. Nàng đặt đèn dầu của mình chung với mọi người ở trước mặt Phật, đồng thời cầu nguyện rằng: bây giờ con đang nghèo túng, chỉ có một ngọn đèn nhỏ này dâng cúng Đức Phật. Con nguyện đem công đức này hồi hướng, hy vọng cho kiếp sau của con có được đại trí tuệ, có thể diệt trừ được mọi nhơ uế của tất cả chúng sinh. Do những ngọn đèn kia của vua Ba Tư Nặc chỉ muốn thắp vừa đủ trong một đêm, do đó không hề bỏ thêm dầu vào, nên khi trời vừa sáng thì tắt hết. Nhưng ngọn đèn dầu nhỏ của cô gái nghèo khổ hoàn toàn không bị tắt, ngược lại còn sáng rực rỡ, đẹp cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, có người đến dọn dẹp đèn thì lạ thay, chỉ có mỗi cây đèn dầu của Nang Đà là không cách nào dập tắt được. Ngay cả vị thần thông bậc nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên cũng chẳng thể dập tắt nổi. Kỳ lạ quá, sao cái đèn dầu này không thể dập tắt lửa được vậy? Hóa ra đó chính là ngọn đèn của cô gái ăn mày Nang Đà. Việc này rất hy hữu, kỳ lạ, có người liền báo với Đức Phật. Ngài nói với chúng đại đệ tử rằng: ngọn đèn dầu này không phải là lực của những vị thanh văn như Mục Liên có thể dập tắt được đâu. Cho dù là dùng nước của bốn biển lớn hay đến cả gió lốc mạnh dữ dội cũng không thể nào dập tắt được. Bởi vì đây là đèn của người phát tâm rộng lớn cúng dường đấy. Đèn dầu này là do cô gái Nang Đà phát tâm cúng dường vào tối hôm qua, đã khiến cho ánh sáng đèn cúng Phật được bất diệt. Trong tương lai, Nang Đà sẽ được sinh vào thế giới quang minh, hào quang trên thân sáng rực rỡ không gì sánh được, được hưởng phước báo vô tận, vô lượng kiếp về sau, còn được thành Phật. Chuyện này nếu người bình thường nghe đến thì không cách nào tưởng tượng nổi, sao có thể chỉ dựa vào công đức của một chút ít tiền thắp đèn dầu cúng Phật mà được sanh về thế giới quang minh? Chẳng những trên thân có hào quang mà tương lai sẽ còn thành Phật đạo. Việc như thế bảo người ta làm sao mà tin nổi? Nhưng Đức Phật là đấng nói lời chân thật, lời không hư dối. Huống gì là khi Đức Phật thọ ký thì không chỉ là cho biết trước những việc có thật sẽ xảy ra, mà còn thọ ký cho người đó thành Phật trong tương lai. Về vấn đề Đức Phật thọ ký thành Phật, trong kinh giáo có bàn rằng không phải là người bình thường làm công đức thì Phật liền thọ ký cho bạn thành Phật đâu, mà chắc chắn phải đến quả vị Bồ Tát không thối chuyển, và khi đến một nhân duyên chín muồi nào đó thì mới được Phật thọ ký cho. Có người liền hỏi:
Thế thì cái cô gái ăn mày đáng thương kia có căn tánh của Bồ Tát không? Điều này thì phải nói đến nhân quả rồi. Những loại nhân quả thô sơ lúc thông thường thì ai mà chẳng biết. Như đói bụng rồi, ăn cơm thì sẽ no. Khát nước rồi, uống trà thì sẽ giải cơn khát. Uống trà là nhân, giải được cơn khát là quả. Đây chẳng phải cũng là nhân quả sao? Phải, nhưng là loại nhân quả nhỏ bé. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rõ một cách cứu cánh, triệt để mà thôi. Cô gái nghèo sở dĩ đã được Phật thọ ký cho thành Phật, thì cô ấy chắc chắn phải có cái nhân của Bồ Tát. Nhưng sao cô ấy vẫn phải chịu quả báo nghèo cùng chứ? Nhân quả trong Phật Pháp là nói nhân quả ba đời. Cô gái Nang Đà không rõ là trong một kiếp nào đấy đã gieo trồng cái nhân bần cùng nên bây giờ phải chịu quả báo. Nhưng căn tánh của cô ta đã thuộc hàng Bồ Tát không còn thối chuyển. Nếu không thì Đức Phật sẽ chẳng thọ ký cho cô đâu. Bạn xem, cái cô gái ăn mày này lại có căn tánh của Bồ Tát. Cho nên khi chúng ta đối xử với người khác, cho dù là một người rất đỗi bình thường, thấp kém, thì bạn cũng đừng bao giờ mà khinh thường họ. Bây giờ họ đang tội nghiệp thật đấy, nhưng có thể người đó có căn lành lớn, có phước đức lớn đấy. Chẳng qua là do nhân duyên chưa đến đó thôi. Giống như một cái cây thấp bé, tầm thường, hiện tại không có một chút dáng dấp nào, nhưng khi thời điểm đến, rồi thì nó tự nhiên sẽ trổ hoa mọc quả. Hoa nở rồi thì sẽ có hương thơm, quả của nó còn ngọt nữa cơ đấy. Thái tử Tất Đạt Đa dạo chơi ở bốn cửa thành. Đức Thế Tôn Thích Ca giáo chủ của cõi Ta Bà hiện nay của chúng ta là thái tử con vua Tịnh Phạn ở Ấn Độ vào 3.000 năm trước, tên gọi là Tất Đạt Đa. Đức Phật giáng sinh tại hoàng cung. Thế thì Ngài làm sao phát tâm xuất gia được? Đương nhiên cũng có những nhân duyên từng lần từng bước một. Khi Thái tử Tất Đạt Đa mười mấy tuổi, Ngài cảm thấy hoàng cung tuy là tốt, nhưng nếu cứ ở trong hoàng cung thì không thể tránh khỏi việc cảm thấy hoành hiu, vắng vẻ. Bèn muốn đi ra ngoài xem sao. Thế là Ngài đi dạo chơi ở bốn cửa thành. Lần đầu tiên Thái tử đi ra thành phía đông, nhìn thấy một người già cả. Ông già này lưng còng, thân gù, kéo lê đôi chân đi từng bước vô cùng khó khăn. Tay còn cầm một cây gậy cũng rung rẩy theo. Bước đi trên đường thì quặt quẹo hai bên, mặt mũi thì hốc hác, tiều tụy, tóc trên đầu thì bạc trắng, khô cứng lại, quần áo thì cũ mềm, rách rưới tả tơi, trông tội nghiệp vô cùng. Những tình trạng như thế này không thể thấy được ở trong hoàng cung. Thái tử liền hỏi người hầu cận: đằng kia là ai vậy? Sao lại lưng còng, thân gù, đi đứng khó khăn như thế? Đó là một người già ạ. Người tuổi già nhìn dáng vẻ sao mà khổ thế? Vậy sau này ta có phải là sẽ giống như ông ta không? Người hầu cận đáp: ai rồi cũng phải già. Thái tử có trí tuệ siêu việt hơn người. Ngài vừa nhìn thấy ông già, lại nghe đến những lời này, liền biết mình sau này cũng không thể tránh khỏi cái già. Ngày đó thì cái tâm chơi bời liền bị dập tắt. Ngài rất ủ rũ, bèn cho xe quay trở về. Sau khi về đến hoàng cung, Ngài cứ mãi suy nghĩ là: sau này ta già rồi, nếu mà khổ giống như ông lão kia, như thế thì phải làm sao đây? Vua cha thấy vậy lấy làm lạ, bèn hỏi người hầu cận: thái tử lúc rời cung đi chơi thì còn vui vẻ lắm mà, tại sao khi trở về thì cứ trong bộ dạng khổ sầu như thế? Các người có phải là đã cho thái tử nhìn thấy điều gì không tốt lành chăng? Bọn người hầu liền đem chuyện thái tử nhìn thấy ông già ở cửa phía đông ra kể hết với vua Tịnh Phạn. Vua mới dở lẽ: à, thì ra là như vậy. Thế thì lần sau đi ra ngoài, đừng cho thái tử nhìn thấy người già nữa. Đừng cho con trai ta thấy những gì không tốt nữa. Phải đem những chuyện tốt lành đến cho nó thấy. Cuộc sống trong hoàng cung, nếu sống lâu rồi thì sẽ cảm thấy có gì đó ngột ngạt. Thái tử nghĩ, hay là đi chơi đây đó.
lần này phải đến cửa phía nam. Đầu tiên, vua Tịnh Phạn lệnh cho người sắp đặt xong mọi thứ ở cửa phía nam, treo đèn nhiều màu sắc trang trí, khiến cho nơi đó ngập tràn không khí vui tươi như lễ hội. Nhưng khi vừa đến cửa thành phía nam, khi đang đi dạo chơi, thì thái tử lại trông thấy một người bị bệnh. Người bệnh đó toàn thân đều là máu mủ, miệng mắt đều bị biến dạng hết. Tuy là một con người, nhưng bệnh nặng đến nỗi thành ra hình hài giống như một con quỷ, ai nhìn cũng sợ hãi. Thái tử lại hỏi những người theo hầu: đây là ai vậy? Là một người bệnh. Vậy sau này ta cũng sẽ giống như ông ta không? Ngài là một vị thái tử, khi không có bệnh tật đương nhiên là tốt, nhưng ai dám bảo đảm là mình sẽ không bao giờ bị ốm đau gì hết? Đây là điều chẳng thể nào tránh khỏi đâu. Thái tử nghĩ đến việc mình tuy là thái tử cao quý nhưng cũng không tránh khỏi bệnh khổ, vậy thì còn chơi bời làm cái gì nữa. Ngài bèn ra về. Lần thứ ba vào chơi ở thành phía tây, ngài lại nhìn thấy một việc không tốt lành, đó là đám tang của người chết. Người chết này không phải là một người tuổi già, mà là một thanh niên trẻ tuổi, có đứa con trai còn nhỏ, còn có một người cha già. Chàng trai trẻ này vừa chết đi thì nói như góc độ của ông bố già là: người đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh. Con trai của anh ta bỗng mù côi cha, người vợ thì trở thành quả phụ. Trong gia đình phút chốc mất đi người quan trọng, người trụ cột nhất, nên cuộc sống của cả nhà liền bị mất đi chỗ dựa. Gia cảnh của người chết đó lại nghèo túng, nghèo đến nỗi cả cái quan tài cũng không có, chỉ có thể dùng cái chiếu rơm quấn lại một vòng rồi vác đi chôn cất. Việc không tốt lành này bị thái tử nhìn thấy rồi, chẳng những khiến cho chàng sợ hãi mà còn rất đau lòng. Thế là chàng lại quay trở về hoàng cung. Đến lần thứ tư vào chơi ở cửa thành phía bắc, đến cửa bắc thì nhìn thấy cái gì? Ngài nhìn thấy một vị sa môn xuất gia. Lúc đó thái tử chưa xuất gia thành đạo, thế gian chưa có Phật giáo nên cũng chẳng có sa môn. Vị sa môn này là người trên trời xuống, chuyên vì thái tử mà thì hiện ra. Vừa nhìn thấy vị sa môn xuất gia này, dáng vẻ oai nghi, trang nghiêm, đoan chính, cử chỉ từ tốn, sự từ bi biểu lộ từ tướng mạo phi thường đó, khiến cho trong lòng người ta tự nhiên phát khởi lên tâm cung kính, chí thành, liền muốn lễ lại. Vị sa môn này là người tốt đẹp nhất, cát tường nhất trong tất cả những người mà thái tử đã gặp qua. Thế là thái tử liền vui mừng hỏi vị sa môn: ông là ai vậy? Tôi là sa môn xuất gia. Sa môn xuất gia là gì? Là người xuất gia cần cù tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nếu có thể tu giới định tuệ thì tham sân si liền bị diệt trừ, như vậy thì có thể thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Lần này thái tử trở về hoàng cung, trong lòng tràn đầy khoái lạc, bởi vì ngài đã nhìn thấy vị sa môn. Mà xuất gia làm sa môn thì có thể giải thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Từ hôm ấy trở đi, thái tử Tất Đạt Đa tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng muốn xuất gia. Nhưng vua cha của ngài có để yên cho ngài xuất gia hay không? Sau này ngôi vua sẽ truyền cho con còn phải trị nước an dân, sao có thể xuất gia được? Không được, ngàn vạn lần cũng không được. Trong lòng thái tử bắt đầu hoài nghi, cái gì là giàu, cái gì là sang? Tuy rằng cao sang đến như vua chúa, giàu có đến như bốn biển, nhưng những thứ này đối với ngài mà nói chẳng có chút hứng thú nào nữa, bởi vì ngài đã nhìn thấy cái khổ của già bệnh chết, hoàn toàn không có chuyện cao sang mà không có khổ đâu nhé. Vẫn cứ phải già, phải bệnh, phải chết. Còn cái sự giàu có thì không vĩnh cửu được. Hôm nay là một đại gia giàu có, vừa gặp phải những tai nạn như nước, lửa, động đất thì nói không chừng chỉ trong một đêm là trở thành kẻ nghèo cùng, túng quẫn không còn gì, ngay cả một tấc đất cắm dùi cũng không có. Thái tử do gì muốn giải thoát cho mình khỏi cái khổ của già, bệnh, chết, cũng muốn khiến cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát, cho nên ngài phát tâm xuất gia. Nếu nói theo cái phàm phu thế gian thì thái tử Tất Đạt Đa
dứt bỏ ngôi vua để cầu xuất gia. Thật là một kẻ đại ngốc. Điều kiện hoàn cảnh tốt như thế, người ta còn cầu không được. Đằng này, ngài lại xem chỉ như đôi dép rách. Nhưng trải qua những thử thách chân thật trong thực tế, chứng minh ngài đích thực là có trí tuệ lớn lao, có thể nhìn thấu, buông xuống, bỏ đi cái tôi nhỏ bé, bỏ đi cái danh lợi địa vị mà tất cả ai ai cũng mong cầu, chăm chỉ tu hành lục độ vạn hạnh, thành tựu quả Phật vạn đức trang nghiêm. Sau đó, ngài dùng Phật pháp mà hóa độ chúng sanh ra khỏi cái khổ của sáu đường luân hồi, chứng đắc được cái vui niết bàn cứu cánh. Cho đến tận bây giờ, chúng ta có thể được nghe Phật pháp, tu hành được giải thoát, lại còn tuyên truyền Phật pháp hóa độ rộng ra toàn thế giới. Đây đều là do được hưởng ân đức từ bi che chở từ cái công đức xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa. Nếu ngài không có trí tuệ vượt hơn người, còn tham luyến ngôi vua hay năm thứ ham muốn là tài, ham muốn của cải, sắc, ham muốn sắc đẹp, danh, ham muốn địa vị, thịt, ham muốn ăn ngon, thụy, ham muốn ngủ nghỉ, thì khi ngài chết rồi, chẳng phải cũng giống như cỏ cây đều bị hư hoại, mục nát hay sao? Bạn thấy đó, Trung Quốc chúng ta trong vòng 5.000 năm trở lại đây đã trải qua bao nhiêu đời hoàng đế rồi, mà có vị hoàng đế nào có thể để lại được ân đức phước báo to lớn như vậy cho đời sau, giống như Đức Thế Tôn Thích Ca không? Kẻ lữ hành tham mật ngọt. Trong kinh Phật có câu chuyện như thế này: có một người lữ khách trên hành trình của mình đi đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Trời vừa tối, bỗng có một con voi điên từ đằng sau đuổi theo anh ta. Người đi đường này sớm đã biết nơi đây rất không yên ổn. Bạn xem, một thân một mình đi đến nơi này không có gì để nương tựa, thật tội nghiệp biết bao. Anh ta thấy phía sau có con đường, bèn mau mau theo đó chạy trốn. Vừa chạy thì lao vào trong một cái giếng khô. Cái giếng khô đó vì không có nước, không có ai lấy nước ở đó, nên mọc lên đầy cỏ, dày lèo lấp kín luôn miệng giếng, chẳng nhìn thấy gì. Người đi đường chạy, chạy tiếp, cứ chạy nữa, nên bị rơi vào trong cái giếng khô đó. Cái miệng giếng khô ấy có một số dây leo vắt vẻo lộn xộn. Anh ta bèn tiện tay đu bám vào những dây leo ở miệng giếng. Ở dưới đáy giếng có 3 con rồng độc, 4 con rắn độc đang trợn trừng mắt nhìn anh ta. May mà tay anh ta nắm chắc dây leo nên chưa bị rơi xuống dưới. Một khi rơi xuống đó thì tiêu mạng chắc rồi. Chẳng những là rồng độc, rắn độc sẽ cắn anh ta, mà thậm chí chúng sẽ ăn thịt anh ta luôn. Anh chàng bị rơi vào trong cái giếng khô, tay vừa nắm chặt chùm dây leo, mắt thì còn phải xem chừng con voi điên coi nó có đuổi đến hay không. Đang trong lúc tâm thần anh ta bấn loạn như vậy, vừa mới thở phào được một hơi, thì lại nhìn thấy 2 con chuột nhỏ, một con màu đen, một con màu trắng đang cắn cái dây leo mà tay anh ta đang nắm chặt, và đã cắn hết 2/3 rồi. Cắn tiếp thì đến 3/4, nếu như cắn nữa thì dây leo sẽ đứt mất. Dây này mà đứt đi thì anh ta bị rơi xuống thì sẽ chết mất thôi. Đang trong lúc nguy cấp như vậy, anh ta chợt ngước đầu lên, bên trên có một con ong mật đang bay lượn. Mật mà con ong ấy vừa hút được bị nhỏ rớt xuống 5 giọt. Một chút mật rơi ngay vào miệng của anh ta, con người u tối kia. Mật này rất ngọt. Cái miệng của con người u mê tâm tối ấy nếm được một chút mật ngọt, ngay tức khắc liền quên đi cái nguy cơ trước mắt. Bạn nghĩ xem, lúc này đang là lúc một sống vạn chết. Người này bị cám dỗ bởi một chút mật ngọt, anh ta liền chỉ biết mật này rất ngọt. Anh ta vừa sơ suất quên đi, tay vừa thả dây leo ra, thì xong đời rồi. Thí dụ này ứng hợp với Phật pháp. 5 giọt mật ong là thí dụ cho 5 thứ ham muốn ở trên thế gian: tiền tài, sắc đẹp, danh vị, ăn uống, ngủ nghỉ. Con người chúng ta tham đắm 5 thứ này mà quên mất cái khổ lớn về sống chết ngay trước mắt. Không biết rằng cái dây leo sinh mệnh kia vừa bị đứt thì dứt khoát phải gặp nguy hại bởi 3 con rồng độc. 3 con rồng độc này là ví dụ cho 3 độc tham, sân, si của con người. 4 con rắn độc ví dụ cho cái thân xác 4 đại: đất, nước,
gió, lửa giả hợp với nhau mà thành. Việc độc hành trong chốn hoang vu, vắng vẻ thì giống như nỗi sợ hãi bị luân chuyển trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn vòi điên là thí dụ cho vô thường, cây giếng khô là ví cho cái khổ não của sinh tử trên thế gian. Chùm dây leo lộn xộn là dụ cho những suy nghĩ lung tung nhập nhằng của con người. Hai con chuột đen và trắng là chỉ cho ngày tháng, thời gian ngày lại qua ngày, cũng giống như con chuột đang gặm nhấm chùm dây leo. Sinh mạng của chúng ta thì cũng giống như vậy. Tất cả những khổ đau của con người trên đời này cũng giống như vậy. Mật ngọt đó ví như việc nếm các thứ tình như tình yêu, tình bạn, tình vợ chồng, tình cảm trai gái, tình yêu danh lợi, vân vân. Chỉ vì muốn nếm được một chút vị ngọt đó mà quên hết tất cả những nỗi khổ lớn lao. Có người biết rất rõ ràng là học Phật thì tốt, có thể được giải thoát, biết rằng tất cả mọi thứ trong gia đình đều là chướng ngại, đều là khổ. Nhưng một khi có được chút xíu vị ngọt của tình đời thì liền quên ngay việc tu hành theo đạo Phật. Những thứ tình đời kia có thật là vị ngọt hay không? Quý vị phải có trí tuệ chân chính nên biết những thứ ngọt ngào kia là giả dối, là những thứ ham muốn điên đảo, sẽ hạ độc giết chết huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta phải khổ đau trong sáu đường luân hồi không có ngày thoát ra. Chúng ta thường là vì trong miệng nếm được một chút vị ngọt, điên quên hết những cái khổ trước mắt mình về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Con người chúng ta ở trong xã hội cũng như vậy, ngàn vạn lần không thể vì muốn nếm được một chút mật ngọt mà quên đi cái khổ ngay trước mắt. Mình phải có trí tuệ ngay tại thời điểm này, cố gắng mà suy nghĩ, tư duy về điều đó. Chút mật đó có thật là ngọt hay không? Có thực sự giúp cho chúng ta được cái gì hay không? Nhìn từ góc độ sâu xa, việc tham chút mật này sẽ cản trở chính bản thân của chúng ta. Phải cố gắng mà suy xét lấy. Đức Phật nói ra những ví dụ này, chúng ta nghe rồi thì nhất định phải suy nghĩ cho sâu sắc, từ đó phải phát sinh được hiệu quả. Nếu không thì chẳng những pháp mà Đức Phật nói là vô dụng, mà rất nhiều những lời khai thị của lão hòa thượng tôi đây cũng là vô ích, mất nhiều thời gian rảnh rỗi nói lời vô dụng trống rỗng. Ba bức thư của lão Diêm Vương. Tại sao chúng ta phải tin Phật? Vì sao phải tu hành? Chính là vì giải thoát hẳn khỏi sinh tử. Đây mới chính là mục đích duy nhất của việc học Phật. Nếu bỏ đi mục đích này mà tu cái khác thì chẳng phải là tông chỉ đúng đắn của Phật pháp. Trên thế gian này, ai cũng không tránh khỏi việc phải chịu khổ, ba khổ, tám khổ, vô lượng các điều khổ khác nhau. Đành rằng thế gian khổ như vậy, thì hãy mau mau tìm cách mà lìa khổ được vui. Niệm Phật chính là phương pháp đi về Tây Phương, có thể giải thoát tất cả mọi khổ đau sinh tử của thế gian. Vì vậy, muốn giải thoát khỏi sinh tử thì phải theo đúng pháp mà tu, tinh tấn niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Luôn có rất nhiều tín đồ biết rõ ràng rằng đạo lý của nhà Phật rất hay, nhưng cứ không thể nào y theo pháp mà tu hành. Thật khiến cho người ta lo ngại. Mỗi lần khuyên những người như vậy tu hành thì họ toàn nói là cứ từ từ đã, đợi thêm một thời gian nữa. Chẳng lẽ họ không sợ trễ muộn ư? Thời gian sẽ không đợi chờ bất cứ ai. Năm tháng theo từng ngày trôi qua rất nhanh đó. Bây giờ tôi kể một câu chuyện nhân duyên để khích lệ cho mọi người. Câu chuyện này chẳng những là hàng mới phát tâm học Phật phải nghe, mà hàng Bồ Tát dày dặn kinh nghiệm cũng phải nghe luôn. Không phải là nghe xong rồi bỏ đó, mà phải nhớ cho thật kỹ. Nghe xong rồi thì phải biết cảnh giác đó. Ba việc chưa xong, mạng đã hết. Trước kia có hai người bạn cũ nọ, hơn 10 năm không gặp mặt nhau, và một dịp ngẫu nhiên được gặp lại. Giáp đã tin Phật nhiều năm, còn Ất vẫn chưa tin Phật. Hơn 10 năm hai người bạn cũ không gặp nhau. Ngày vừa gặp mặt, tự nhiên nói chuyện bàn tán liên hồi không dứt. Nói đến đoạn cuối
giáp tiếc rằng bạn mình chưa tin Phật. Vậy là phát tâm tốt khuyến quá ức. Chúng ta tuổi tác đến bước này thì cũng nên tin Phật rồi. Ức vừa nghe liền nói: Ối vào, tin Phật à? Việc này còn phải cần cậu nói sao? Tin Phật đương nhiên là tốt chứ, nhưng bây giờ chúng ta mới có trên dưới 50 tuổi thôi. Tục ngữ nói là đời người 55 tuổi mới là hổ xuống núi. Thế gian còn rất nhiều việc đợi tụi mình làm nữa, sao có thể chạy đi học Phật sớm thế được chứ? Giáp lại khuyên bạn rằng: Bây giờ tụi mình già vậy mà tin Phật đã muộn rồi đó. Muốn đến già mới học Phật thì đây hoàn toàn là quan niệm sai lầm. Cậu là bạn tốt của tớ, tớ thấy Phật pháp tốt nên mới khuyên cậu tin theo. Ất đáp: Học Phật tốt thì tốt đó, nhưng đợi vài năm nữa tính sao nha. Tớ còn ba việc chưa làm nên tâm không yên đâu. Thứ nhất là cha mẹ của tớ đã qua đời, hài cốt vẫn còn chưa ngắm đất. Thứ hai, con trai chưa cưới vợ, con gái chưa gả chồng, còn chưa tìm được đối tượng tốt để thành hôn cho chúng nó, thì trách nhiệm của người làm cha mẹ vẫn chưa tròn. Thứ ba, gia tài vẫn chưa phân chia, e rằng sau khi tớ qua đời thì con trai con gái vì tiền mà nổi lên tranh chấp. Vậy thì không được rồi. Để khi nào tớ giải quyết xong ba việc này thì sẽ tự đến học Phật, lúc đó mình bàn tiếp cũng không muộn. Giáp bèn nói: Ba việc của cậu chưa xong, tớ cũng là cha mẹ chết rồi, thi hài chưa ngắm đất, con trai con gái cũng còn chưa lập gia đình, tài sản cũng chưa phân chia, nhưng tớ vẫn cứ học Phật đó. Tại sao phải quyết định đợi ba việc đó làm xong thì mới học Phật chứ? Học Phật nên sớm mà. Nếu không đợi ba việc kia làm xong thì cậu phải đợi đến khi nào đây? Ất lại nói: Học Phật giống như cậu thì không triệt để, không cùng tận. Nếu tớ mà học Phật thì nhất định phải sắp xếp tất cả mọi việc cho ổn thỏa trước. Đến lúc đó thì mới có thể chuyên tâm một lòng học Phật được, chẳng cần phải vướng mắt lôi thôi cái gì cả. Ất rất cố chấp, lời hay không chịu nghe. Nói xong thì hai người chia tay, ai về nhà nấy. Nhưng chỉ vài hôm sau thì người con trai của Ất khóc sướt mướt đến tìm bác Giáp để báo rằng cha của anh ta đã chết rồi. Lúc lâm chung còn dặn dò anh ta đến tìm bác để giúp đỡ an bài chuyện hậu sự. Giáp vì nghĩa không thể từ chối, bèn vội vã đi xử lý chuyện an táng Ất. Vừa đến nhà bạn mình, nhìn thấy người bạn cũ nằm duỗi thẳng hai chân, mắt thì trợn trừng, Giáp cảm thấy vô cùng bi ai mà nói ra bốn câu kệ: Bạn cũ của tôi tên An Ngưu, khuyên bạn học Phật thì nói còn bận ba việc. Tội nghiệp cho bạn, ba việc chưa làm xong thì lão Diêm Vương đã đến lấy mạng rồi. Diêm Vương đăng ký ba bức thư. Ất chết đi có ý không cam lòng, linh hồn đến âm tào địa phủ cãi lý với Diêm Vương. Ất trách móc: Diêm Vương à, sao ông vội vã kêu tôi đến đây thế? Tôi còn ba việc chưa làm xong nữa, ông nên thông báo trước cho tôi mới phải. Tôi biết được, sẽ mau mau giải quyết xong việc rồi sẽ đến. Chẳng nói chẳng rằng bắt tôi đến đây, quá là vô lý đi. Diêm Vương nghe xong thì bảo với Ất: Người nói vậy à, sao lại chưa thông báo chứ? Ta sớm đã đích thân gửi cho người ba bức thư rồi. Ất trả treo: Ba bức thư nào? Sao tôi chẳng nhận được bức thư nào hết vậy? Diêm Vương đáp: Sằng bậy, ba bức thư đều là thư bảo đảm, người đã nhận được từ lâu rồi. Ất thắc mắc: Vậy rốt cuộc là ba bức thư nào chứ? Đích xác là tôi chưa nhận được. Diêm Vương nói: Người thật là quá ngu xuẩn đến mức đáng thương. Để ta nói cho người biết nha. Vậy là Diêm Vương bèn kiên nhẫn hỏi ông ta: Răng giả của người làm từ lúc nào vậy? Ất trả lời: Răng của tôi khi 28 tuổi thì bị sâu rồi, đau đến khi không còn cách nào khác, chịu không nổi nữa. Đến 40 tuổi tôi chỉ còn cách lắp răng giả. Diêm Vương nói: Đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho người đó. Ất ngạc nhiên:
Đó chính là bức thư đầu tiên sao? Vậy còn bức thư thứ hai là cái gì nào? Diêm Vương hỏi lại, khi nào thì ngươi đeo kính lão? Ất đáp, năm 45 tuổi, tôi đọc báo không còn rõ chữ nữa nên bắt đầu đeo kính. Diêm Vương bảo, đó chính là bức thư thứ hai ta gửi cho người đó nghe. Ất hỏi tiếp, vậy còn bức thư thứ ba? Diêm Vương liền hỏi ông ta, trong ngươi kìa, tóc trên đầu đều bạc trắng rồi, năm nay bao nhiêu tuổi? Ất đáp, 52 tuổi rồi. Diêm Vương nói, đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho ngươi đó. Ba bức thư ngươi đều nhận được rồi. Bây giờ ngươi đã phục chưa? Ở đây không có tình người, chỉ xét nghiệp thiện ác của ngươi mà ban cho ngươi quả báo khổ hay vui mà thôi. Ất chẳng biết làm sao nữa, bèn nói, tuy rằng ba việc của tôi chưa hoàn thành, Diêm Vương ngài đã gửi cho tôi ba bức thư rồi, cho không đến đây cũng không xong đâu, đành phải nghe lệnh phán xử của ngài Diêm Vương thôi. Hỡi ôi, tôi đã sai lầm quá lớn rồi, không nên bỏ ngoài tai lời khuyên học Phật của người bạn cũ, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Hỡi tất cả quý vị đang ngồi ở đây, Ất nhận được ba bức thư, còn quý vị thì nhận được mấy bức rồi? Giàu mà tham lam thì chịu quả báo làm quỷ đói. Tiếp đó, Diêm Vương liền gọi phán quan dở sổ ra điều tra về nghiệp thiện và ác của Ất khi còn trên dương thế. Phán quan trả lời, người này lúc còn sống chỉ biết kiếm tiền, chỉ sống vì con cái mình, một chút xíu việc thiện công đức cũng không làm. Thế gian có nặng tai cũng không hề có tâm thương cảm cứu giúp người khác. Tiền mà ông ta kiếm được tuy là không phải do trộm cắp hay cướp giật, vì ông ta không biết là tiền tài kiếm được từ xã hội thì cũng phải dùng vào xã hội. Khi có nhiều tiền rồi thì không thèm báo đáp đền ơn cho xã hội, ngược lại còn tham lam không bố thí, lẩn tránh đóng thuế, trốn thuế, ăn cắp thuế của quốc gia. Trên danh nghĩa thì giàu, mà kỳ thực là một kẻ nô lệ chỉ biết giữ của. Diêm Vương vừa nghe xong thì cực kỳ tức giận, liền phán định, cái hạng người tự tư tự lợi vì giàu và bất nhân này, hãy mau quẳng hắn ta vào cảnh quỷ đói. Trên đời này có rất nhiều kẻ nô lệ giữ tiền, giàu mà tham lam không xả thí như vậy, tương lai sẽ giống như Ất, phải chịu quả báo làm quỷ đói. Giàu sang làm thế nào mà có được? Là từ bố thí mà có. Đã đành là kiếp trước biết thực hành bố thí nên có được quả báo giàu sang ở kiếp này, thì nên cố gắng vừa sung sướng hưởng thụ phước báo, đồng thời là tiếp tục bố thí một phần phước báo đó để cứu giúp người nghèo khổ. Sao lại trái ngược trở thành tham lam, khiến cho bị chiêu cảm quả báo làm quỷ đói ở kiếp sau vậy chứ? Bởi vì mỗi một kiếp đều có vô vàn nhân duyên khác nhau riêng. Chẳng hạn như kiếp trước là một người nghèo khó, gặp một thiện duyên nào đó, đã từng phát tâm chí thành đi theo người khác làm việc bố thí hoặc cúng dường tam bảo, kiếp này mới có được phước báo giàu sang. Nhưng rốt cuộc là vẫn chưa nghe được pháp xuất thế gian của Phật, cũng không có đem công đức đó mà hồi hướng cho quả Phật Bồ Đề vô thượng, cho nên vẫn còn ở trong pháp trời người, nên chỉ có được sự giàu sang ở thế gian mà thôi. Càng phải nên biết là một khi có được sự giàu sang ở thế gian thì sẽ liền đắm chìm trong năm thứ ham muốn là tài, tiền tài, sắc, sắc đẹp, danh, danh vị, thực, ăn uống, thụy, ngủ nghỉ. Dục vọng thì giống như nước muối vậy, vĩnh viễn chẳng thể nào khiến người ta ngừng cơn khát. Bất luận là bạn giàu sang đến như thế nào vẫn không biết đủ, cứ muốn có thêm nhiều nữa, càng nhiều càng tốt. Chỉ mong tiền giàu chứ đừng có ra, đến mức người ta bị mê muội mất rồi, sẽ trở nên kẻ tham lam keo kiệt không xả thí. Tất cả tài vật vốn dĩ là của báo, có sự sống của chúng, đến tay rồi thì cất giấu đi, làm cho chúng trở thành vật chết, chẳng thể lưu thông trên xã hội nữa. Do bởi sự tham lam của một người mà những kẻ khác cũng phải chịu khổ theo, cho nên mới chiêu cảm ác báo của loài quỷ đói này. Luật lệ của nhân quả là như thế.
người trẻ tuổi cũng nhận thư của Diêm Dương. Tiếp theo, Diêm Dương phán xử tội hồn của một anh thanh niên. Cậu trai trẻ này đang mừng thầm trong bụng, nghĩ: lúc nãy ông kia nhận được 3 bức thư, còn mình thì chẳng nhận được bức nào. Diêm Dương đã gọi mình đến, thế thì quá vô lý rồi. Mình phải hỏi Diêm La Dương cho rõ mới được. Người thanh niên lấy hết can đảm hỏi: ngài Diêm La Dương à, lúc nãy ngài phán xét người kia, ông ấy đã nhận được 3 bức thư nên đáng chết. Nhưng đằng của tôi còn tốt kia mà, mắt cũng chưa bị kèm nhèm, tóc trên đầu vẫn đen nhánh đó thôi. Tôi chẳng nhận được bức thư nào cả, sao lại kêu tôi xuống đây chứ? Ngài thật là không nhân từ, thật là không biết quý tiếc người trẻ tuổi rồi, tôi phải phản đối. Diêm Dương nhìn anh chàng với con mắt khinh bỉ, đập bàn ầm ầm nói: đồ ngớ ngẩn, ta đã gửi cho ngươi 3 bức thư từ lâu rồi, ngươi cũng nhận được rồi đó. Chàng trai không phục nói: tôi chưa nhận được mà. Diêm Dương bực bội quát: thư của ta phát cho mỗi người khác nhau, ngươi tưởng là 1000 lá thư đều giống y như nhau sao? Anh chàng lúc này chỉ dám hỏi Lý Nhí: là 3 bức thư nào ạ? Diêm Dương hỏi lại: em gái nhà ngươi chết lúc nào? Thanh niên đáp: khi em gái tôi 5 tuổi, tôi được 10 tuổi. Lúc đó nó mới có 5 tuổi đã chết rồi, thật là tội nghiệp quá. Diêm Dương lại hỏi: em gái của ngươi chết ra làm sao? Thanh niên đáp: do mắc bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa quá thành mũ, làm cho da thịt nó lở loét hết, toàn thân nổi mụn đỏ, bác sĩ giỏi cũng chữa không nổi. Lúc sắp chết còn quằn quại trên giường, nó chết thật là thê thảm. Diêm Dương bảo: đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho ngươi. Bức thư thứ hai là khi ngươi học trung học, có một lần trường của ngươi tổ chức thi đấu bóng đá, lúc tranh ngôi vô địch với trường khác, do vì hai đội ngang ngửa với nhau không phân cao thấp được, sau cùng thì trong trường có một học sinh giỏi dùng hết sức lực mạnh mẽ nhất của hắn, một chân đá bóng vào lưới, nhưng do dùng sức quá lớn nên chân bị trật khớp, cả người ngã ra phía sau mà bị vỡ đầu rồi chết ngay tại hiện trường, ngươi có nhớ không? Chàng thanh niên đáp một cách buồn bã: người bạn học đó của tôi chết rất thảm thương, các bạn đều khóc cho bạn ấy, thầy cô cũng tiếc nuối vì bạn ấy là học sinh ưu tú của trường. Thầy cô nào cũng thích bạn ấy, bạn bè cũng rất kính trọng và yêu thương bạn ấy. Cha mẹ của bạn đó là đau lòng nhất, khóc đến nỗi chết đi sống lại. Cha mẹ luôn hy vọng được ở bên nuôi con cái, thậm chí đến sau khi chết. Bây giờ ngược lại, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, thật là đáng buồn thay. Chàng ta lại hỏi: vậy bức thư thứ ba là cái gì chứ? Diêm Dương đáp: anh họ của người chết như thế nào? Chàng thanh niên bỗng sợ hãi đáp: than ôi, anh họ của tôi chết thật là quá thảm luôn. 2 năm trước, khi tôi 18 tuổi, thì anh họ kết hôn. Ngay trong đêm tân hôn, lúc đồng phòng qua chúc, họ hàng, người thân bạn bè đều đến chúc mừng. Đừng lúc mọi người đang chơi quẳng tù tì, khi uống rượu rất náo nhiệt vui vẻ như vậy, bỗng nhiên anh của tôi bị xoắn ruột, tức là đau ruột thừa cấp, chết luôn. Áo cưới đỏ của chị dâu họ mặc vào chưa kịp ấm thân thì đã phải cởi ra để mặc áo tang cho chồng rồi. Chị ấy gào khóc quằn quại: hỡi ơi Bình ơi, chẳng phải mình nói với em là sẽ cùng em sống đến bạc đầu răng long sao? Tại sao bây giờ lại bỏ em giữa đường mà đi như vậy chứ? Chị càng khóc càng nói càng đau đớn: nếu sớm biết như thế này thì ngay từ đầu em không chịu cho mình cầu hôn đâu. Cảnh tượng đó khiến cho ai cũng đều đau lòng, thật là bi thảm. Diêm Dương nói: đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho người đó. Chàng trai nghe Diêm Dương nói xong, biết mình cũng đã nhận được 3 bức thư thì không còn lời nào để nói nữa. Nói đến đây xin hỏi, các vị đều đã nhận được 3 bức thư rồi hay chưa? E rằng không phải chỉ là 3 bức thôi đâu nhé. Công phu niệm Phật quý vị
có thể chống lại được Diêm La Vương chăng? Khen ngợi hay quỷ báng đều trở thành hạt giống Phật. Diêm Vương lại bảo Phán Quan điều tra người trẻ tuổi này làm những việc gì cho dương gian. Phán Quan tra xét sổ sinh tử xong thì đáp: thanh niên này cũng không đến nỗi hư hỏng gì, nhưng có một điểm không tốt nhất, đó là bất hiếu. Anh ta và bà mẹ già sống nương tựa vào nhau. Mẹ anh ta là một tín đồ Phật giáo thuần thành, niệm Phật rất chí thành, một lòng muốn cầu sanh Tây Phương, cũng hy vọng con trai mình có thể cùng sanh Tây Phương với bà ấy. Thế nhưng anh này mỗi lúc mẹ mình đang niệm Phật thì cứ trả treo, tranh luận với mẹ rằng: niệm Phật là mê tín, mẹ cứ niệm Phật A-di-đà riết, Phật A-di-đà cũng sẽ cảm thấy bực bội bất an đó. Sao lại có thể gia hộ cho mẹ được chứ? Những lời này thường làm cho mẹ anh ta thấy rất bực mình khó chịu. Thế gian này có một số kẻ giả thông minh cũng thường nói như vậy: mấy người niệm Phật từ sáng đến tối, Phật A-di-đà chẳng lẽ không thấy phiền sao? Giống việc nếu cứ gào tên tôi một cách hời hợt như thế, tôi chẳng lẽ không cảm thấy rất phiền phức hay sao? Sự thật thì đạo lý của niệm Phật hoàn toàn không phải như vậy. Khi cứ kêu gào tên của một ai đó thì đó là cố ý gây rắc rối phiền hà, mà niệm Phật A-di-đà là dùng tâm chí thành cầu ngài đến cứu khổ cứu nạn. Dùng tâm như thế nào thì mỗi người khác nhau, một trời một vực, vốn không thể đem ra bàn luận so sánh được. Chúng sanh có nghiệp chướng ác chính là do không biết học điều tốt, mà điều xấu thì học rất nhanh. Đem chuyện xấu ra để so sánh, ví dụ cho việc niệm Phật, bẻ cong chân lý mà còn ngụy biện thành nói đầu nào cũng là đạo. Có những kẻ niệm Phật mà dùng tâm khinh mạng, niệm một cách cẩu thả, tuy là Phật A-di-đà đại từ đại bi không so đo với họ, nhưng cái hành vi tự ý xem thường thánh hiền chính là một loại lỗi lầm. Có điều nói y theo Phật Pháp thì nếu dùng tâm không cung kính mà niệm Phật A-di-đà, cố nhiên là phạm tội khinh mạng, tương lai phải chịu ác báo. Nhưng Phật hiệu chỉ cần vừa nghe qua lỗ tai thì đã gieo vào trong ruộng thức thứ 8. Đây là phạm trù thuộc duy thức học. Thức nói chung gồm có 8 loại. Thức thứ 8 là thức cuối cùng, còn gọi là thức A-lại-da. 7 thức kia là nhãn thức, thức mắt, nhĩ thức, thức tai, tỷ thức, thức mũi, thiệt thức, thức lưỡi, thân thức, thức thân, ý thức, thức ý. Mặt na thức còn gọi là tư lương thức, tức là thức về suy nghĩ, cân nhắc và so đo. Thức thứ 7 che lấp chân tánh của con người bởi quan niệm về cái ngã, cái tôi, ngã chấp. Đây cũng gọi là thức truyền thống, bởi vì nó là nơi chất chứa, quân tập những hiện hữu của thế giới không thật bên ngoài, biến chúng thành những hạt giống ảo tưởng. Từ đó cho rằng có một cái ngã cá biệt bên trong, làm cho ô nhiễm 6 thức trước. Thức thứ 7 này cũng làm nhiễm ô thức thứ 8 bằng cách liên tục cung cấp cho thức A-lại-da một cái ngã tưởng rằng có thật, chấp nội ngã, ngã thật tướng trong không gian và thời gian. Con người sau khi kết thúc sinh mạng thì 7 thức ở trước cũng theo đó mà bị diệt vong, duy chỉ có thức thứ 8 thì không bị diệt. Nó theo nghiệp lực của chúng ta mà lưu chuyển. Tất cả những hạt giống chúng ta đã gieo xuống về pháp thế gian hay xuất thế gian đều được cất giữ trong thức thứ 8 này. Khi gặp duyên thì liền sanh khởi và hiện ra, giống như việc gieo hạt giống xuống đất ruộng thì sẽ ra cây trái, cho nên gọi là ruộng. Giống như hạt giống kim cang, tức hạt giống giác ngộ hay hạt giống bồ đề, vĩnh viễn không bị tiêu diệt, cho nên đợi đến sau khi nhận chịu hết quả báo ác thiện nghiệp của loại niệm Phật này thì sẽ trổ qua một quả được. Câu thánh hiệu A-di-đà Phật này là do Đức Từ Phụ Di Đà trong vô lượng kiếp tu vạn đức trang nghiêm mà ra. Không kể là có lòng niệm hay không có lòng niệm, niệm không tập trung hay niệm một cách thành tâm thì công đức đều không thể nghĩ bàn. Đây gọi là khen ngợi hay quỷ báng đều trở thành hạt giống Phật. Khen ngợi Phật Pháp cố nhiên là công đức, còn ai quỷ báng Phật Pháp cũng sẽ thành Phật được. Lời này là thế nào đây? Phỉ báng Phật Pháp đương nhiên là có tội,
đợi sau khi chịu tội xong, do vì đã có hạt giống kim cang, dựa vào công đức này vẫn có thể tu thiện, có thể sám hối nghiệp chướng, cuối cùng vẫn có thể thành Phật. Chỉ cần nghe được một câu thánh hiệu A Di Đà Phật, chuyện sinh tử trong tương lai liền có thể giải quyết được rồi. Nghiệp chướng phiền não đều có thể dứt hết được. Sức công đức của Phật vĩ đại không thể nào tán thán cùng tận được. Quan trọng nhất là không được sanh tâm nghi ngờ, hủy hoại đó. Thánh hiệu Di Đà dễ độ sinh. Các vị đã hiểu đạo lý, khen ngợi hay hủy báng đều thành hạt giống Phật rồi. Vậy thì sau khi về nhà phải tiếp tục niệm Phật, đừng có sợ người nhà phản đối hay hủy báng rồi không niệm nữa. Nếu người nhà chê bạn niệm ồn ào thì bạn có thể nói là tivi, máy thu âm của mấy người bật lớn tiếng như vậy cũng ồn chết đi được. Nếu bạn giảng Phật Pháp mà họ không cách nào tiếp nhận được, còn tưởng là đầu óc của bạn có vấn đề, vậy thì bạn chỉ cần cứ niệm A-di-đà Phật là được rồi. Nếu như họ có nói bực mình quá đừng có niệm nữa, bạn cũng đừng có thèm để ý, chỉ cần biết niệm A-di-đà Phật tiếp tới luôn. Kẻ chướng ngại người niệm Phật chúng ta thì chính là kẻ thù của chúng ta. Bạn phải giống như một khẩu súng máy vậy đó, bắn ra từng câu một A-di-đà Phật, đây là vũ khí tốt nhất. Giả lại, làm như thế cho bọn họ nghe Phật hiệu no nê luôn. Nhờ vào công đức nghe niệm Phật, nghiệp chướng của họ cũng được tiêu trừ. Như thế mới là độ thoát người nhà một cách đúng đắn. Nếu mà người nhà họ đánh bạn, bạn liền niệm A-di-đà Phật, đến một cái thì niệm một tiếng A-di-đà Phật, cứ quán tưởng bọn họ như là cái dù gõ mỏ đi. Có người mắng ta là bà già thô dụng thì lão già thô dụng này tự nói tốt. Có người đánh lão già thô dụng này thì lão tự lăn quay ra ngủ. Như vậy cũng tiết kiệm sức lực cho người đó, mà lão già thô dụng này cũng chẳng có phiền não. Đoạn này lấy ý trong bài thơ Bài Ca Nhẫn Nại của Hàng Sơn và Thập Đắc. Hàng Sơn và Thập Đắc là hai vị thiền sư nổi tiếng đời Đường, Trung Quốc. Tương truyền Hàng Sơn là hóa thân của Đại Bồ Tát Văn Thù, Thập Đắc là hóa thân của Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Bạn xem, như vậy tốt biết bao nhiêu. Đừng có tranh luận đúng sai làm gì, chỉ cần cứ niệm A-di-đà Phật là được rồi. Có một vị đệ tử tin Phật rất hiền thành, cả nhà chỉ có mỗi anh ta học Phật. Anh ta biết chỗ hay tốt của Phật Pháp nên cũng muốn giảng cho cả nhà nghe, muốn quá độ cả nhà cùng anh ta tin Phật. Kết quả thì khi anh ta vừa giảng, người nhà chẳng những không nghe, thậm chí dường như vì chuyện này mà lục đục cãi cọ, thành ra tranh đấu về tín ngưỡng luôn. Sau đó anh ta dùng phương tiện khéo léo hơn là bật máy niệm Phật, có tiếng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và A Di Đà Phật. Lúc bị nghe máy này thì người nhà đều không vui. Người mẹ vừa nghe tiếng thì liền chạy đến tắt máy luôn. Nếu không thì người cha hay anh chị tắt máy niệm Phật. Tắt máy thì là bọn họ tắt. Đợi cho đến khi bọn họ vừa ra khỏi cửa, anh ta lại bật máy lên. Cứ như thế, người nhà ngày nào cũng nghe thấy thánh hiệu Quán Âm, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn và A Di Đà Phật. Công đức của thánh hiệu vạn đức thật không thể nghĩ bàn. Trải qua khoảng mấy tháng trời, hơn nửa năm gì đó, cả nhà anh ta tự nhiên trở nên không còn phản đối anh ta tin Phật nữa. Lại qua một hai năm sau thì cả gia đình đều quay qua lấy đạo Phật làm tín ngưỡng, cũng biết đồng lòng tôn kính ngôi Tam Bảo. Đây chính là công lực chuyển hóa vô hình trong âm thầm của thánh hiệu Phật đó. Đành rằng nghe thánh hiệu Phật có được lợi ích thù thắng như vậy. Vậy thì các bạn sau này đừng có nghe những bài hát của thế gian làm gì nữa. Nội dung của những bài hát đó đều là yêu yêu đương đương, nghe rồi sẽ khiến cho trí tuệ của bạn ngày càng sa sút, rất tội nghiệp. Tốt nhất là nên nghe nhiều thánh hiệu của Phật Đà, có thể tiêu trừ những sự dốt nát ngu si, hơn nữa là giúp khai mở hiển hiện trí tuệ. Mặt khác, nếu muốn tặng quà cáp khi Tết nhất đến thì hãy lấy máy niệm thánh hiệu Phật mà biếu tặng bạn bè thân thiết, hàng xóm, vân vân. Có thể nói đây là món quà quý nhất, cao thượng nhất, lại là một lễ vật
vừa có lợi ích mà không cần tốn nhiều chi phí. Tặng phẩm vật này cho người khác chính là đang độ chúng sanh đó. Mọi người nên cố gắng mà giác ngộ và phụng hành ở điểm này. Đừng đợi đến lúc gặp duyên duyên rồi mới cầu sanh Tây Phương. Quay lại, nói đến linh hồn anh chàng trẻ tuổi kia, khi vừa nghe trong sổ sinh tử có ghi chép là ác nghiệp của mình không đến nỗi nào, chỉ có tội bất hiếu với mẹ, rồi gây sự với mẹ khi niệm Phật, chàng ta liền cầu xin Diêm Vương. Cầu xin Diêm Vương mau mau thả tôi về đi, mẹ tôi không thể nào rời xa tôi đâu. Tôi mà chết thì lòng mẹ tôi cũng chết theo luôn đó. Niệm Phật cũng không thể niệm cho tốt được, vậy thì làm sao mà sanh về Tây Phương đây? Xin Ngài hãy tha mạng cho tôi về đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hiếu thảo với mẹ tôi, cùng niệm Phật với mẹ tôi. Hồn ma người thanh niên cứ lại lục văn sinh với Diêm Vương mãi. Thực ra thì Diêm Vương mặt ác, nhưng tâm địa là nhân từ. Nghe hồn cậu thanh niên nói một bạch như vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói: theo nguyên tắc, đúng ra thì nhà ngươi chẳng có tình có lý gì để mà xin xỏ, nhưng mẹ của ngươi vốn là có thể giảng sanh Tây Phương. Nếu vì ngươi chết đi rồi khiến cho bà ta cứ nhớ nghĩ ngươi, đến lúc lại không sanh được về Tây Phương, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Sanh về Tây Phương không nổi thì lại phải đến nơi này gặp ta cũng là tội nghiệp. Thôi được, ta thả cho ngươi về. Hồn cậu thanh niên vừa nghe đến quá đỗi vui mừng, liền có chân chạy mất. Diêm Vương lập tức quát lớn tiếng: đứng lại, nghe cho kỹ đây. Sau khi về lại dương gian, ngươi phải cố gắng hiếu thuận với mẹ, nỗ lực mà niệm Phật đó. Hãy theo mẹ ngươi mà sanh về Tây Phương đi, đừng có đến đây gặp lại ta nữa đó. Hãy nhớ kỹ câu này, đừng để đến già mới học đạo, một phần cũng lắm kẻ đầu xanh, nghe chưa? Nhất thiết không được sau khi về lại lười biếng ham chơi, lại lãng phí thời gian. Nếu ngươi còn lãng phí thời gian, không chịu cố sức niệm Phật cho tốt, thì ta lập tức sẽ bắt ngươi về đây lại. Hồn cậu thanh niên một mặt hứa sẽ làm theo lời dặn, mặt khác thì bừng rỡ cấu đầu lại tại Diêm Vương rồi trở về dương thế. Các vị, có phải là các vị cũng không muốn đi gặp Diêm Vương? Cách duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Diêm La Vương cung kính người niệm Phật nhất, cũng sợ nhất là người niệm Phật không thể sanh về Tây Phương. Nếu quý vị thật lòng sợ đi gặp Diêm Vương, vậy thì mọi người hãy nên cố gắng mà niệm Phật nghe. Đợi nữa thì đến khi nào mới độ thân này? Nghe xong câu chuyện trên, không hiểu là mọi người có biết mà cảnh giác sợ hãi không? Có rất nhiều người trẻ tuổi tự thấy là mình còn trẻ trung, nên mình phải hưởng thụ, chơi qua hết mọi thứ phóng đãng trụy lạc của thế gian. Sau khi nghe xong câu chuyện này thì nên cẩn thận đó. Hỏi những vị đại cư sĩ có sự nghiệp thành công, nếu quý vị còn muốn đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều an bài xong rồi mới học Phật, vậy thì có thể sẽ phải giống như An Ngưu tội nghiệp, ba việc chưa làm xong thì Diêm Vương đã đến bắt mạng đi rồi. Những cửa hàng, công ty, những chức vụ đổng sự trưởng, chủ tịch công ty, tập đoàn nào đó của các vị còn chưa được chuyển giao, tiền tài trong nhà vẫn chưa phân chia xong, xin hỏi Diêm Vương sẽ đợi quý vị chăng? Nếu bạn có trí tuệ thì hãy mau mau đi làm việc công đức, như vậy thì tiền tài mới có thể đem theo được. Lưu giữ trong ngân hàng hoàn toàn không phải là tiền của bạn một cách đúng đắn đâu. Mọi người phải nên biết, Phật Pháp có được nghe, nay đã nghe được. Thân này không độ ngay đời này thì còn đợi đến khi nào mới độ? Các vị à, Phật Pháp có nghe được, nay đã được nghe rồi. Phật Pháp có gặp được, nay đã được gặp rồi. Hơn nữa lại đang tu hành rồi, thì quý vị phải tu hành cho đúng đắn. Đừng có kiểu cái này buông không được, cái kia bỏ không xong, như vậy thì lãng phí thời gian của mọi người quá. Nếu kiếp này còn không độ thoát thì sang kiếp sau muốn gặp lại Phật Pháp, điều đó quả thật rất khó khăn. Đừng có tưởng rằng mình có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu Diêm Vương muốn bạn chết vào canh ba thì cũng chẳng có ai giữ cho bạn sống qua canh ba được. Bạn có nghe câu đó chưa? Cho nên nếu muốn học Phật, muốn xuất gia, vừa nghĩ đến thì phải làm ngay tức khắc,
đừng có đợi đến khi mọi việc đều sắp xếp xong, cho mọi chuyện đều như ý rồi mới đi làm. Việc này của bạn chưa làm xong thì việc khác đã ập tới. Chuyện trên đời này vĩnh viễn cũng không an bài xong được đâu, không bao giờ xử lý hết được đâu. Đừng có mà tự nhận mình thông minh, cố sức tính toán cho riêng mình. Thế gian này làm gì mà có nhiều bạn tính như ý để cho bạn tính toán vậy? Xin mọi người hãy dùng trí tuệ mà cảnh tỉnh, nhắc nhở bản thân mình. Ngàn vạn lần đừng có gì làm những việc loanh quanh, lẩn quẩn như vậy mà lãng phí sinh mạng của mình. Cuối cùng, chúc phúc cho quý vị cùng sanh về Tây Phương. Người giàu cũng khổ. Phần lớn trong chúng ta, ai cũng mong muốn được giàu có. Đôi khi, chúng ta bỏ cả nửa cuộc đời hoặc nhiều hơn thế nữa để có thể trở nên giàu có. Sự đầy đủ về vật chất quả thực mang lại cho ta rất nhiều sự thoải mái trong cuộc sống và cũng bớt đi những nỗi lo toan chuyện cơm áo hàng ngày. Nhưng nhìn sâu vào vấn đề, người giàu nói chung cũng vẫn có những khó khăn nhất định trong cuộc sống, nhất là khi ta xét từ góc độ đi tìm một cuộc sống hạnh phúc. Phần lớn người giàu, nếu không nói là tất cả, đều đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở nên giàu có. Và dù họ có thành công đến mức độ nào đi nữa, để có được và củng cố vị trí của mình trong xã hội, quả thực với họ cũng không dễ dàng gì. Vấn đề đối với hầu hết những người giàu là sự khan hiếm thời gian dành cho bản thân và gia đình. Suốt một quá trình nỗ lực lâu dài đã tạo cho họ thói quen làm việc căng thẳng, tích cực, và rất ít người cho rằng điều đó có gì cần phải thay đổi. Kèm theo đó, người giàu có nhiều cơ hội để làm việc. Phần lớn họ là những người làm việc độc lập, có đủ vốn liếng để phát triển công việc không giới hạn, hoặc nếu họ đi làm cho người khác thì cũng là những cương vị tốt, có thu nhập cao, và do đó đòi hỏi trách nhiệm cũng nặng nề. Những điều ấy dẫn đến một thực tế là người giàu thường có quá nhiều cơ hội tốt để dành thời gian cho công việc. Điều đó mang lại cho họ thu nhập ngày càng lớn hơn, nhưng cũng thu hẹp thời gian họ dành cho bản thân và gia đình ngày càng hiếm hoi hơn. Ngược lại, những người ở tầng lớp trung lưu hoặc nghèo khó thường có những giới hạn nhất định trong công việc. Họ thường làm việc theo mức độ trung bình với số giờ lao động thông thường và một mức thu nhập khiêm tốn. Dù họ có muốn làm việc nhiều hơn nữa, cũng ít khi có đủ may mắn để tìm được việc làm thêm thuận tiện. Và như vậy, cách duy nhất để họ tồn tại là phải biết gói gọn cuộc sống theo với mức thu nhập thực tế của mình. Tuy vậy, họ luôn có thời gian dành cho chính mình và cho những người thân trong gia đình. Xuất phát từ thực tế này, trong những gia đình giàu có, việc quan tâm lo lắng cho con cái thường là đồng nghĩa với việc đáp ứng những nhu cầu vật chất. Con cái được sống sung túc, học hành đầy đủ và không phải thiếu thốn gì. Tuy nhiên, thường thì cha mẹ có ít thời gian dành ra để trực tiếp chăm sóc con cái. Điều này khiến cho con cái lớn lên trong sự thiếu thốn phần lớn tình cảm, bởi vì nhu cầu tình cảm của chúng là cần được sự gần gũi, chăm sóc bởi chính bàn tay cha mẹ, không chỉ là được đáp ứng đầy đủ về vật chất. Ngay cả trong quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng vậy, khuynh hướng chung là trong những gia đình giàu có, người ta luôn quá bận rộn để có thể dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Và thật không may là điều này không sao có thể bù đắp lại bằng tiền bạc, vật chất. Nếu bản thân bạn là một người giàu có và tránh được tình huống rất thường gặp này, bạn có thể tự hào về điều đó. Mặt khác, có một tâm lý chung là người ta thường gần gũi quan tâm đến nhau nhiều hơn trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Vợ chồng con cái trong những gia đình nghèo thường có tình cảm gắn bó rất sâu đậm với nhau. Họ cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn của gia đình. Họ biết là những người chung quanh lúc nào cũng cần đến sự quan tâm chia sẻ của họ. Sự thiếu thốn vật chất chung của cả gia đình khiến cho họ có những nhu cầu thiết yếu giống như nhau và dễ cảm thông nhau. Ngược lại, trong những gia đình giàu có, người ta không có gì thiếu thốn
mà thường chỉ chạy theo những ham muốn riêng tư của mỗi người. Vì nhu cầu không giống nhau nên họ cũng ít gần gũi nhau. Tất nhiên chúng ta chỉ đang nói đến cái chung chung, không đề cập đến từng trường hợp cụ thể. Nếu người giàu tự ý thức được những điều này, họ có thể có sự điều chỉnh thích đáng để tạo một không khí gia đình ấm cúng hơn. Trong đó, các thành viên đều quan tâm và dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Điều chắc chắn là như thế ta sẽ bớt giàu hơn đôi chút, nhưng môi trường tình cảm sẽ tốt đẹp hơn và gia đình vì thế được hạnh phúc hơn. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói là một trong những yếu tố chi phối phần lớn cuộc sống của chúng ta. Khi tiếp xúc với ai lần đầu tiên, phong cách nói năng của người ấy có thể để lại trong ta một ấn tượng tốt hay xấu. Nhiều người cho rằng việc nói năng dịu ngọt là biểu hiện của sự không trung thực, và họ thích giao tiếp với những người có lối nói thẳng thừng, bộc trực hơn. Định kiến này không có gì để đảm bảo là đúng cả. Bản chất trung thực hay gian trá của một người không quan hệ đến việc người ấy nói năng dịu dàng hay thô thiển. Tuy nhiên, tôi có thể nói chắc điều này: không ai trong chúng ta lại không thích nghe những lời êm ái hòa nhã hơn là những lời đốt chát thô lỗ. Tục ngữ ta đã có câu: lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cũng là nói lên ý này. Nói năng dịu ngọt, chọn lựa từ ngữ, không có nghĩa là nói lời gian dối, không đúng sự thật. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lựa lời mà nói có nghĩa là vẫn cùng một ý tưởng, một quan điểm, nhưng được cố gắng diễn đạt, trình bày theo cách êm ái hòa nhã nhất. Phong cách nói năng là một lợi thế không tốn kém, nhưng thường có thể mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp không ngờ. Tuy nhiên, trước hết ta hãy thử xét qua trường hợp của những người nói năng không lựa lời. Khi chúng ta nói năng theo cách nặng nề thô lỗ, không những người nghe cảm thấy bị xúc phạm mà chính bản thân chúng ta cũng có rất nhiều điều bất lợi. Trước hết, tâm trạng của ta trở nên nóng nảy, bực dọc theo với ngôn ngữ mà ta dùng. Điều này làm cho ta mất đi một phần sự suy xét, phán đoán sáng suốt. Thêm vào đó, cách nói năng nặng nề sẽ tập nhiễm thành một thói quen, và nó gieo cấy vào tâm hồn ta những hạt giống nóng nảy, bực dọc, làm cho tính tình ta dần dần thay đổi theo hướng xấu đi. Đối với người nghe, thật không dễ chịu chút nào khi phải chịu đựng những lời nặng nề, thô lỗ. Điều này có thể làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề theo hướng xấu hơn. Ngược lại, khi ta chú ý lựa chọn cách nói năng hòa nhã, trước hết ta giữ được sự thanh thản sáng suốt của chính mình. Thói quen nói năng hòa nhã là một trong những phương thức hữu hiệu để tu dưỡng tính tình. Như vậy, chúng ta vừa tránh làm thương tổn người khác mà đồng thời cũng có lợi cho chính bản thân mình. Khi vấn đề được trình bày theo cách ôn hòa, người nghe sẽ dễ chấp nhận hơn, vì điều đó tỏ ra là họ đang được tôn trọng. Ngay cả khi có sự bất đồng, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được một phản ứng êm dịu hơn. Nói năng hòa nhã cũng là cách rất tốt để ta luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Khi ta nói, ta biết mình đang muốn nói gì và nên nói ra như thế nào. Bằng cách đó, chúng ta ý thức đầy đủ về bối cảnh giao tiếp hiện tại mà không bị chi phối bởi bất cứ định kiến hay sự lơ đễnh nào. Nói năng theo cách nặng nề thô lỗ thường là do thói quen tập nhiễm lâu ngày. Nói năng hòa nhã cũng là một thói quen ngược lại mà ta hoàn toàn có thể tạo ra được. Để có được hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta không thể không quan tâm đến việc lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sống đơn giản. Sống đơn giản là một trong những phương thức giúp bạn có được hạnh phúc trong cuộc sống mà không đòi hỏi phải tốn kém nhiều. Nhưng ngược lại, nó đòi hỏi một sự hiểu biết và quyết tâm kiên trì thực hiện. Bởi vì thay đổi cách sống là một trong những điều khó làm nhất đối với hầu hết chúng ta. Sống đơn giản hoàn toàn không có nghĩa là gạt bỏ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ có điều là chúng ta thường có quá nhiều nhu cầu để đòi hỏi, đến nỗi ta khó lòng phân biệt được đâu là những nhu cầu tối thiểu và thiết yếu cho cuộc sống.
Hơn thế nữa, chúng ta thường xác định những gì mình cần dựa vào nhận thức của những người chung quanh thay vì là theo phán đoán của chính mình. Đây là một điều nghe có vẻ như vô lý, nhưng tiếc thay, đó lại là sự thật đối với rất nhiều người. Nếu bạn là ngoại lệ, đó là một điều rất tốt cho chính bản thân bạn. Nếu chúng ta không quay nhìn lại để tự giới hạn những mong muốn của mình, những mong muốn ấy sẽ không bao giờ tự nó có giới hạn. Vấn đề ở đây là bạn phải giới hạn những nhu cầu của mình ở mức độ nào. Điều đó có thể là khác nhau ở mỗi người. Với tôi, một máy điện toán cá nhân là vô cùng thiết yếu, nhưng với một người khác có thể đó là sự xa xỉ. Bạn cần phải tự xác định những nhu cầu nào là thiết yếu đối với chính mình, chứ không phải là ai khác. Có một nguyên tắc tương đối đơn giản để bạn làm được điều đó. Khi việc loại bỏ một nhu cầu làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn là theo đuổi và đạt được nó, bạn có thể yên tâm gạt bỏ nó ra khỏi danh sách phấn đấu của mình. Chẳng hạn như, bạn nghĩ rằng mình cần gắn một máy điều hòa không khí trong nhà vì có những ngày nóng bức bạn cảm thấy dường như không sao chịu nổi. Tất nhiên, điều trước tiên là bạn phải ước tính ngân sách cho việc này. Thêm vào đó, bạn cũng phải tính đến hóa đơn tiền điện tăng vọt hàng tháng do việc sử dụng máy điều hòa không khí. Nếu thu nhập của bạn là vào mức trung bình hoặc không cao lắm, những điều này hẳn sẽ tạo ra một áp lực khá căng thẳng lên sự cân đối thu chi của bạn. Ngược lại, về phía bên kia của vấn đề là sự thoải mái có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều này lại tùy thuộc vào thời gian bạn có mặt ở nhà và cũng dùng đến máy, kèm theo với mức độ nóng gắt của thời tiết đã tác động đến bạn như thế nào. Bây giờ, bạn thử nghĩ đến việc loại bỏ kế hoạch gắn máy điều hòa không khí. Nếu sự dễ chịu mang lại do quyết định này, vì loại trừ được sự căng thẳng về tài chính, có thể lớn hơn là sự dễ chịu mà bạn có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều đó có nghĩa là bạn có thể yên tâm gạt bỏ nhu cầu này. Bạn có thể xem xét vấn đề một cách tương tự trước khi mua sắm thêm đồ đạc trong nhà, quyết định một kỳ nghỉ ở xa hay tu sửa nhà cửa vào dịp năm mới. Mỗi một vấn đề đều có thể là thiết yếu hoặc không thiết yếu. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và khả năng tài chính của chính bạn. Chỉ cần chúng ta đặt thành vấn đề quan tâm xem xét, có rất nhiều trong số những chi tiêu thông thường của chúng ta có thể được cắt giảm mà không mang lại bất cứ một sự thay đổi khó chịu nào cho cuộc sống. Và điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ được dễ chịu hơn do sự giảm nhẹ áp lực tài chính. Thường thì chúng ta không chọn lối sống đơn giản chỉ vì những người quanh ta không chọn sống như thế. Một áo sơ mi tuy cũ nhưng có thể vẫn còn dùng rất tốt sẽ bị thay thế không phải vì chủ nhân của nó thực sự muốn thay thế, mà chỉ vì chung quanh anh ta mọi người đều đã mặc những chiếc áo mới theo một thời trang mới. Chúng ta cần thay đổi quan niệm ấy. Chúng ta cần điều gì? Đó là cho chính bản thân ta, gia đình ta. Không cần thiết lúc nào cũng phải quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về điều đó, bởi vì người khác hoàn toàn không hề chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chúng ta. Không chỉ là vấn đề tài chính, khi bạn chọn một lối sống đơn giản hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho gia đình hoặc những người thân yêu khác. Chính thời gian ấy là vốn quý mà bạn phải cần đến để tạo dựng đời sống hạnh phúc. Bạn sẽ không phải tất bật ngày đêm quay cuồng trong công việc để có đủ thu nhập đáp ứng cho những nhu cầu vượt mức của mình. Giáo dục cho con cái trong gia đình nếp sống đơn giản cũng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là việc tiết kiệm đôi chút tiền bạc, tạo ra cho con cái một hướng suy nghĩ đúng đắn về nếp sống đơn giản. Đó là tạo dựng nền tảng hạnh phúc cho cuộc sống của chúng sau này. Bạn cần giáo dục điều đó bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Bạn không nên cho phép con cái dứt bỏ những món đồ dùng cũ chỉ vì đua đòi theo bạn bè. Tôi biết có rất nhiều người vì thương con đã đáp ứng đầy đủ ngay cả những yêu cầu vật chất gần như vô lý. Điều đó không có lợi chút nào cho cuộc sống của chúng trong tương lai. Khi bạn chọn nếp sống đơn giản, bạn cũng bày tỏ sự cảm thông với những người khác còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống, và đồng thời
bạn cũng dễ có được niềm vui chia sẻ vật chất cùng với họ. Sống đơn giản không phải là một ý tưởng phức tạp khó hiểu, nhưng thật sự là một việc rất khó làm. Bạn cần phải kiên nhẫn trong việc thay đổi dần những nếp suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ quyết tâm để thực hiện, bạn sẽ được bù đắp xứng đáng bằng những niềm vui mà cuộc sống đua đòi bon chen không thể nào mang đến cho bạn được. Và đó chính là nền tảng cơ bản cho một cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Lời nói và việc làm. Có câu tục ngữ rằng, nói dễ hơn làm. Chính vì vậy mà chúng ta thường nói nhiều hơn những việc mình làm. Điều này có vẻ như chẳng có gì quan trọng cho lắm. Hơn nữa, nếu ai ai cũng đều có thói quen như thế, thì việc gì phải quan tâm kia chứ? Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn rất cần phải quan tâm suy nghĩ về việc này. Lời nói là một biểu hiện của tinh thần. Trong lòng ta thế nào thì lời nói bộc lộ ra thế ấy. Ngược lại, khi được thể hiện ra rồi, lời nói lại gieo cấy những hạt giống tốt hoặc xấu vào tâm hồn chúng ta. Vì thế, muốn tâm hồn chân thực thì lời nói tất nhiên cũng phải chân thực. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi có những tác hại sâu xa mà chúng ta không thể không quan tâm sửa đổi. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với nhau về tác hại của những lời nói dối. Hiển nhiên là nó đánh mất đi giá trị tự thân của người nói, khiến cho mọi người không còn tin cậy vào anh ta được nữa, ngay cả khi anh ta đã từ bỏ việc nói dối. Vì thế, những gì người nói dối đánh mất đi là nhiều hơn những gì họ đạt được. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy được tác hại của những lời đùa cợt hoặc khoe khoang, khoác lác, bởi vì chúng có vẻ như chẳng hại gì đến ai cả. Trong thực tế, những lời đùa cợt không thật hay những lời khoe khoang vượt quá sự thật chính là tiền thân của những lời nói dối. Rất nhiều người trong chúng ta đã biết qua cảm giác ngượng ngập lúng túng khi lần đầu tiên nói dối. Người nói đang đứng trước ranh giới giữa sự chân thật và dối trá, và cảm giác này giống như một phản ứng tự nhiên của bản thân để cố ngăn không cho ta rơi vào sự dối trá. Thường thì người nghe rất dễ nhận ra vẻ lúng túng ấy, để biết là mình đang bị nói dối. Tuy nhiên, nếu chúng ta lặp lại việc nói dối nhiều lần, chúng ta không còn cảm giác lúng túng ngượng ngập như lần đầu. Và chính những lời đùa cợt hay khoe khoang cũng có tác dụng xói mòn, làm mất đi cảm giác ngượng ngập lúng túng đã ngăn cản không cho ta nói dối. Nếu bạn thường xuyên đùa cợt khoe khoang quá trớn, bạn sẽ rất dễ dàng chuyển sang nói dối mà không có chút gì ngần ngại. Mặt khác, bản thân người nói không phải bao giờ cũng ý thức rõ được mình đang nói những lời không thật. Nếu ta nhận được sự thán phục hoặc tán đồng từ người khác, dần dần ta sẽ có cảm giác như mình đang nói thật. Nhưng thật ra ta đang lừa dối chính bản thân mình. Và điều này về lâu dài sẽ khiến cho ta mất khả năng phân biệt rạch ròi giữa sự chân thật và dối trá. Một khuynh hướng rất thông thường là chúng ta luôn nói nhiều hơn mức cần thiết. Một trong những lý do dẫn đến điều này cũng là vì nói dễ hơn làm. Đôi khi chúng ta tập thành thói quen nói rất nhiều mà không quan tâm đúng mức đến những gì mình nói ra. Sự lạm phát lời nói này luôn được những người chung quanh ta cảm nhận được và phản ứng lại bằng cách đánh giá thấp lời nói của ta. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần ta bớt nói đi, lời nói của ta sẽ tự nhiên có giá trị cao hơn. Nhưng vấn đề cũng không đơn giản chỉ có thế. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi còn làm ta đánh mất đi năng lực suy nghĩ chín chắn đối với từng vấn đề, thay vì tập trung sự chú ý sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ta dễ dàng hài lòng với bất cứ phát biểu nào vừa chợt nghĩ ra được. Biết hạn chế lời nói một cách thích hợp, chúng ta còn tiết giảm được một năng lượng đáng kể cần thiết cho cơ thể. Cũng có thể bạn có phần nào hoài nghi về việc nói nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đó là sự thật. Người xưa cũng đã nhận biết được điều này nên có nói: khẩu khai thần khí tán, miệng mở ra là thần khí phải hao tổn. Tất nhiên, nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta phải trở nên lầm lì ít nói. Có điều là chỉ nên nói những gì ta thấy cần thiết mà thôi. Khi chúng ta biết quan tâm hạn chế những lời nói không cần thiết,
chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ làm được tất cả những gì mình nói. Để cho lời nói đi đôi với việc làm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu ta chỉ nói ra những điều đã cân nhắc thận trọng, thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi nói ra với sự ý thức đầy đủ là mình sẽ thực hiện lời nói đó, chính là chúng ta đã biết sống tỉnh thức trong hiện tại mà không buông bỏ những giây phút sống của mình vào sự lơ đễnh lãng quên. Việc giữ cho lời nói đi đôi với việc làm sẽ hoàn thiện nhân cách của bạn rất đáng kể. Và điều này có thể dễ dàng nhận ra được qua cung cách mà những người chung quanh sẽ đáp lại đối với bạn. Bạn sẽ không còn mấy khi phải nghe người khác than phiền về chuyện nói dễ hơn làm. Hạnh phúc là điều có thật. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng dài trên con đường hướng đến hạnh phúc chân thực. Tôi không biết chắc là bạn có hoàn toàn đồng ý với những gì đã được trình bày hay không. Nhưng chỉ hy vọng một điều là bạn nhận ra quan điểm về hạnh phúc chân thực nêu lên trong cuốn sách này. Hạnh phúc chân thực là sự yên vui thanh thản mà mỗi chúng ta có thể đạt đến bất chấp những khó khăn hay nghịch cảnh. Bởi vì có quá nhiều những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này, nên chúng ta không thể để cho chúng ngăn chặn hoặc cướp mất đi niềm vui sống của ta. Bằng không, ta sẽ chẳng bao giờ được yên vui cả. Như vậy, hạnh phúc chân thực không thể phụ thuộc vào những gì chúng ta có được, mà nó hoàn toàn đạt đến bằng vào cách sống của chúng ta. Có thể chúng ta còn nghèo khó, hoặc rất giàu sang, hoặc gặp nhiều may mắn, hoặc có lắm rủi ro. Nhưng nếu chúng ta có một nhận thức đúng về cuộc sống và biết sống hết lòng, chúng ta đều có thể đạt đến cuộc sống yên vui hạnh phúc ngay trong hoàn cảnh của chính mình. Một khi bạn buông bỏ những quan điểm sai lầm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rằng hạnh phúc là điều có thực ở ngay trong tầm tay của chúng ta. Ngay tại đây và trong giây phút này, trong từng hơi thở biểu hiện sự tồn tại của ta trong cuộc sống nhiệm màu này. Mong sao những gì bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ không góp thêm phần vào gánh nặng tri thức của bản thân, bởi người viết không hề có dụng ý đó. Những điều được viết ra ở đây hoàn toàn nhằm vào mục đích thực hành. Và tôi tin chắc là bạn chỉ có thể thực sự cảm nhận được hết khi áp dụng chúng vào cuộc sống. Chúng ta gắn bó với cuộc sống này thông qua từng hơi thở. Đôi khi chúng ta không thực sự tiếp xúc được với cuộc sống, bởi vì chúng ta thường lãng quên, không chú ý đến hơi thở của chính mình. Không biết có hơi thở, tức là không biết có cuộc sống. Cuộc sống sẽ không là gì cả nếu không là hiện tại mà ta đang cảm nhận. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp xúc với cuộc sống nếu chúng ta lãng quên hơi thở trong hiện tại. Có thể bạn hoài nghi điều đó, nhưng bạn không thể không nhận ra điều này. Khi không tỉnh thức trong hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút về với quá khứ hoặc tương lai. Và thật đáng buồn là chẳng bao giờ có thể có được hạnh phúc trong quá khứ hoặc tương lai. Vì vậy, trước khi chia tay, tôi mời bạn hãy cùng tôi thử đến với cuộc sống qua chừng vài mươi hơi thở, hoặc có thể nhiều hơn nữa nếu sau đó bạn cảm thấy có sự thích thú. Trước tiên, xin mời bạn hãy mỉm cười. Bạn không cần phải nêu ra một lý do nào đó cho việc mỉm cười, chỉ một việc bạn đang tồn tại và đang đến cùng cuộc sống, như thế là đã quá đủ để mỉm cười. Bây giờ, mời bạn hãy ngồi xuống thật thoải mái. Bạn đang ở trong phòng khách ư? Cũng tốt. Bạn đang đi dạo ngoài vườn ư? Càng tốt hơn. Bạn cũng có thể là đang ở bất cứ đâu, thậm chí bạn đang đọc những dòng này trên xe buýt. Không hề gì. Chỉ cần bạn hãy chuẩn bị cho mình một tư thế thật thoải mái trong điều kiện hiện có. Và giờ thì xin bạn hãy buông bỏ đi bao nhiêu băn khoăn lo lắng của những ngày qua, toan tính dự định của hôm nay. Dành trọn vẹn tâm trí cho giây phút hiện tại này, bạn bắt đầu thở vào. Khi hơi thở khoan thai đi vào, bạn không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở vào. Khi thở ra, bạn cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở ra. Thở vào, thở ra, bạn luôn tỉnh táo nhận biết trong từng hơi thở và không để cho bất cứ suy nghĩ nào khác xen vào quấy rối.
hơi thở này là cuộc sống. Tôi đang tiếp xúc cùng cuộc sống và tôi không cần biết đến chuyện gì khác nữa. Cách chú tâm vào hơi thở như thế này có thể giúp bạn lắng động tâm trí, trở nên yên tĩnh sáng suốt trong một trạng thái không bị xáo động bởi bất cứ chuyện gì. Bạn có thể thực hành thở lâu hoặc mau, hoặc vào bất cứ lúc nào thuận tiện trong ngày. Nhưng tốt nhất, bạn nên dành một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày để thực tập. Bạn cũng có thể áp dụng nó như một phương thuốc an thần hữu hiệu mỗi khi bạn gặp những xáo trộn trong cuộc sống hay lúc tâm trí căng thẳng nhiều lo nghĩ. Vấn đề ở đây là bạn không phải làm gì khác ngoài việc ngồi yên và chú tâm vào hơi thở. Chỉ cần như thế, bạn sẽ quay trở về tiếp xúc với cuộc sống này và bạn sẽ nhận ra chẳng có gì là có thể quan trọng hơn điều đó cả. Bạn không cần mong cầu đạt đến những kinh nghiệm tâm linh sâu xa như các vị thiền sư, mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể đạt được. Tôi chỉ mong bạn cố gắng thực hành nếp sống tỉnh thức này đủ để một lúc nào đó không xa lắm sẽ có thể vui vẻ nói cùng tôi: "Vâng, hạnh phúc là điều có thực." Đối diện khổ đau. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc chân thật trong cuộc sống, chúng ta buộc phải chấp nhận một sự thật là cuộc sống đầy dẫy những khổ đau. Chúng ta không thể tránh né, càng không thể loại trừ được hết những khổ đau trong cuộc sống. Chúng ta cần phải biết cách đối diện, nhận thức và chuyển hóa chúng. Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau, cho dù ta có là người may mắn nhất trong nhân loại, ta cũng không thể tránh khỏi những nỗi khổ nhất định. Sự hiện hữu của những khổ đau đã bắt đầu ngay từ lúc chúng ta mở mắt chào đời. Chúng ta sợ phải chết, nhưng tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta yêu thích tuổi thanh xuân tươi đẹp tràn đầy sức sống, nhưng tất cả chúng ta đều bất lực nhìn tuổi già đến dần. Chúng ta cố tránh né bệnh tật, nhưng rồi tất cả chúng ta đều cũng không tránh khỏi. Chúng ta mong muốn được sống bên cạnh những người mình thương yêu, nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải chia tay với từng người trong số họ. Với phần lớn trong chúng ta thì sự thiếu thốn vật chất ở một mức độ nào đó cũng luôn là nỗi khổ. Chúng ta quay cuồng, vật lộn với cuộc sống và rất hiếm khi chúng ta tự thấy mình đã có đủ những thứ mình cần. Còn có thể kể ra rất nhiều khổ đau mà chúng ta phải thường xuyên đón nhận trong cuộc sống. Chính vì vậy, có người đã phải thốt lên rằng hạnh phúc là sự tạm dừng của những đau khổ. Nhưng điều này không thật sự chính xác, vì nếu như thế thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được hạnh phúc, vì chẳng hề có một phút giây nào mà đau khổ trong cuộc sống này có thể tạm dừng. Thay vì mong đợi sự tạm dừng của đau khổ để có được đôi chút hạnh phúc mong manh ngắn ngủi, chúng ta hãy đối diện và nhìn sâu vào bản chất của đau khổ. Khi hiểu rõ được bản chất của chúng, ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa. Chỉ khi đó chúng ta mới có được hạnh phúc thật sự. Hầu hết những khổ đau của chúng ta đều xuất phát từ sự mong cầu đi ngược lại tự nhiên. Chúng ta mong muốn điều gì đó, và bất kể là những mong muốn ấy có hợp lý hay không. Hay nói đúng hơn, chúng ta không chịu nhìn sâu vào bản chất của sự vật để có thể thấy được sự vô lý của chính mình. Một cô gái đau khổ vì yêu thương một chàng trai nhưng không được đáp lại. Chàng trai kia không có lỗi gì cả. Chàng hoàn toàn có quyền lựa chọn người mình yêu thương. Nhưng cô gái đang yêu không có đủ sáng suốt để nhận ra điều đó. Cô đau khổ vì sự sai lầm trong nhận thức của chính mình. Nỗi đau khổ của cô chỉ có thể chấm dứt khi nào cô đối diện được với nó và nhận ra nguyên nhân thật sự, như bao nhiêu người khác đều có thể nhận ra. Vào một buổi chiều đẹp trời, chúng ta dạo chơi trong một công viên nào đó, ta có thể thấy những cơn gió thoảng qua và có những chiếc lá vàng rơi rụng xuống. Chiếc lá đã sống trọn một cuộc đời rất đẹp. Từng phút giây tồn tại, nó đã cống hiến trọn vẹn cho sự chuyển hóa dòng nhựa nguyên thành nhựa luyện để nuôi cây. Lá sinh ra từ cây, nhưng trong một ý nghĩa khác, vì lá đã nuôi sống cây nên lá cũng là mẹ của cây. Hết một đời mình, lá rơi rụng về với lòng đất, lại tiếp tục chuyển hóa thành phân một
để nuôi cây. Ngày mai có thể lá lại được sinh ra thành một chồi non mới. Trong bức tranh sinh động này, chúng ta có thể thấy rõ quy luật của đời sống. Mỗi người chúng ta là một chiếc lá trên thân cây cuộc đời. Ta không thể tồn tại mãi mãi, nhưng ta có thể sống thật trọn vẹn đời sống của mình. Ta sinh ra từ cuộc sống, nhưng ta sống có ích cho cuộc sống, và trong ý nghĩa đó ta cũng góp phần tạo ra cuộc sống. Thế nhưng hầu hết chúng ta không hài lòng với việc trở về lòng đất như chiếc lá kia. Ta đau khổ vì ta không nhận ra và chấp nhận quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tất cả những thực thể sống đều sinh ra và chết đi. Chiếc lá sinh ra và chết đi, đóa hoa hồng sinh ra và chết đi. Nhưng những vật vô tri giác như một tảng đá chẳng hạn, không có sự sinh ra và chết đi theo cách như thế. Chúng chỉ được hình thành và hủy hoại theo thời gian. Chúng không có sự sống và sự chết. Chúng ta phải lấy làm hạnh phúc được sinh ra và chết đi, vì chỉ như thế ta mới thực sự được trải qua một đời sống nhiệm màu. Nếu chúng ta hiểu rõ được vấn đề và chấp nhận sự thật về sống chết, chúng ta sẽ thấy những giây phút được sống của mình càng có giá trị hơn. Mỗi một nỗi khổ đau đều có nguyên nhân của nó. Nếu chúng ta biết suy xét để nhận ra những nguyên nhân sâu xa và đích thật, ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa nỗi khổ đau thành năng lực thúc đẩy ta nỗ lực sống tốt hơn. Cơ thể chúng ta không rắn chắc như sắt đá, nên một đôi khi ta mắc phải bệnh tật, điều ấy là tự nhiên. Hiểu được điều đó, ta càng biết quý trọng và cảm nhận niềm vui trong những lúc được sống khỏe mạnh, không bệnh tật, càng cố gắng giữ gìn sức khỏe một cách tích cực hơn, tránh xa những thức ăn uống hoặc những cuộc chơi bời có hại cho sức khỏe. Chúng ta cũng có thể nghĩ về tuổi già như một động lực để sống tốt hơn trong những ngày còn trẻ. Những thương tổn về tình cảm cũng gây cho chúng ta nhiều đau khổ nếu chúng ta không biết cách đối trị với chúng. Khi gánh chịu những sự bất công, xúc phạm hoặc khinh miệt, chúng ta thường ôm ấp những thương tổn đó như những vết thương trong tâm hồn, và chúng ta đau khổ vì chúng. Nếu chúng ta biết mở rộng lòng và học được những cách ứng xử rộng lượng hơn, cảm thông hơn, chúng ta sẽ có thể hiểu và chấp nhận những sự bất công, xúc phạm hay khinh miệt ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn, và không để chúng làm thương tổn đến tâm hồn ta. Trong hầu hết trường hợp, người ta cư xử một cách bất công hay thô bạo là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, hoặc là thiếu hiểu biết về cách sống, hoặc là thiếu hiểu biết lẫn nhau. Nếu chúng ta đáp lại bằng sự thù hằn, căm giận, bản thân chúng ta cũng rơi vào chỗ thiếu hiểu biết. Cả hai bên đều đau khổ. Ngược lại, nếu chúng ta hiểu được và cảm thông với sự thiếu hiểu biết của người khác, ta sẽ có khuynh hướng tha thứ hơn là tức giận. Chúng ta có làm thay đổi được người khác hay không, điều đó còn tùy nơi năng lực cảm nhận của họ. Nhưng bản thân chúng ta thì chắc chắn sẽ tránh được thương tổn trong những trường hợp này. Khi chúng ta đau khổ, nếu ta biết nghĩ đến những đau khổ của người khác với sự cảm thông và chia sẻ, nỗi đau của chính bản thân ta sẽ được giảm nhẹ. Ngược lại, sự trách móc, oán giận chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau mà thôi. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là cuộc đời không sao tránh khỏi những khổ đau. Nhưng trong một chừng mực nhất định, cách hiểu và nhìn nhận vấn đề của chúng ta có thể làm vơi đi đáng kể mức độ đau khổ đối diện với từng nỗi khổ đau, và tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của nó có thể giúp ta có thái độ đón nhận một cách tích cực hơn. Ngay cả khi chúng ta đang hứng chịu một nỗi khổ đau nào đó, chúng ta vẫn thấy tự tin và ít bị thương tổn hơn. Thiên đàng và địa ngục. Hầu hết các tôn giáo đều có những khái niệm tương tự như là thiên đàng và địa ngục, mặc dù không hoàn toàn giống nhau. Nói một cách khái quát nhất, hai khái niệm này được đưa ra nhằm mục đích răn đe điều ác và khuyến khích điều thiện. Tôi chưa thể nói chắc với bạn là có thiên đàng hoặc địa ngục ở một cảnh giới nào khác sau khi chúng ta chết hay không, nhưng tôi có thể đoan chắc là
có thiên đàng và địa ngục ngay tại đây và trong cuộc sống hiện tại này. Chỉ cần bạn tỉnh thức nhìn sâu vào mỗi giây phút sống của chính mình và thực sự cảm nhận, bạn sẽ thấy rõ được thiên đàng và địa ngục. Hơn thế nữa, nếu bạn chưa làm được điều này, có lẽ bạn chưa thể nào đạt đến một cuộc sống hạnh phúc chân thật. Nếu bạn chưa từng thực tập một đời sống tinh thần đủ để quan sát chính mình, điều đó cũng không hề gì. Tôi mời bạn hãy cùng tôi quan sát bất kỳ một người nào đó trong cơn nóng giận điên cuồng của họ. Một điều mà chúng ta có thể bắt gặp hầu như không khó khăn lắm trong cuộc sống này. Hãy nhìn kỹ vẻ mặt của người ấy, hãy nhìn và so sánh. Bạn sẽ thấy không có cách mô tả nào hay hơn là hình dung một ngọn lửa nóng khủng khiếp đang nung đốt trong con người ấy. Chúng ta vẫn thường dùng cụm từ lửa giận hoàn toàn xuất phát từ sự liên tưởng rất dễ nhận thấy này. Nhưng không chỉ là vẻ mặt, hãy quan sát những hành vi và lắng nghe ngôn ngữ mà người ấy sử dụng. Có thể là bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu đó là một người bạn đã từng quen biết. Bởi vì hành vi và ngôn ngữ của họ không có vẻ gì giống với con người bình thường mà bạn quen biết. Họ như bị thúc bách, chi phối bởi những sức mạnh kỳ lạ khiến cho họ trở nên hung bạo gần như vô lý. Và thậm chí nhiều khi còn đưa ra những lập luận mà người tỉnh táo không ai có thể chấp nhận được. Và đó cũng chỉ mới là những gì được biểu hiện ra bên ngoài. Rất tiếc là bạn không thể nhìn thấu vào nội tâm của người ấy. Nhưng lần tới đây, khi bản thân bạn rơi vào một cơn giận dữ, và nếu bạn còn có thể nhớ lại, bạn sẽ có thể tự quan sát những cảm xúc nội tâm của mình. Trong cơn nóng giận, tâm hồn ta dường như đã hoàn toàn thay đổi. Ta bị nhấn chìm trong những cảm xúc nóng nảy khó chịu. Ta không còn khả năng cảm nhận được vẻ đẹp, không còn khả năng lắng nghe người khác. Nói chung, ta không còn là chính ta nữa. Khi rơi vào một tâm trạng như thế là ta đang rơi vào địa ngục hay quả ngục. Ngọn lửa sân hận vô hình đang thiêu đốt ta mà không sao dập tắt được. Tùy theo mức độ của cơn nóng giận, ta sẽ rơi vào những tầng địa ngục khác nhau với sự nung đốt khác nhau. Không chỉ là tâm trạng nóng giận, những sự nghi ngờ, thù hận, ghen ghét, đố kỵ, mặc cảm, tội lỗi đều là những cửa ngõ đi vào địa ngục. Tâm hồn ta sẽ triền miên trong đau khổ nếu ta luôn sống trong những tâm trạng tiêu cực đó. Và thiên đàng cũng không xa lạ, mà chính là khái niệm đối kháng của địa ngục. Thật ra chỉ cần ta tránh không rơi vào bất cứ một cửa nẻo địa ngục nào, mỗi giây phút hiện tại quý giá này đều sẽ là thiên đàng trong cuộc sống. Khi chúng ta nhận thức được điều này, chúng ta sẽ thấy mục tiêu nhắm đến trong cuộc sống của mình không chỉ còn là những thành quả về vật chất. Trong thực tế, những thành quả vật chất tuy là cần thiết, nhưng phải được xem là thứ yếu so với những tiến bộ về tinh thần. Tôi đã từng được biết nhiều người có thu nhập thấp nhưng sống rất vui vẻ hạnh phúc. Ngược lại, có những người khác giàu có và thành đạt nhưng có cuộc sống rất nặng nề khổ sở. Nói như thế không có nghĩa là sự thành công về vật chất ngăn cản những tiến bộ tinh thần của bạn. Nếu có thể đạt được cả hai thì thật là lý tưởng, nhưng thường thì chúng ta rất hiếm khi được may mắn đến thế. Vì vậy, nếu phải chọn lựa một hướng phấn đấu cho cuộc sống của mình, hy vọng là bạn sẽ không chọn những nẻo đường đi vào địa ngục. Gia đình hạnh phúc. Chúng ta không thể có một cuộc sống hạnh phúc nếu ta không xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Điều này thật quá đơn giản, dễ hiểu. Bởi vì phần lớn cuộc sống của chúng ta, đa số những người bình thường là gắn bó với gia đình. Điều mà có thể đôi khi chúng ta không nghĩ đến là gia đình còn rất quan trọng đối với chúng ta. Bởi vì mỗi gia đình đều có một truyền thống. Những gì bạn có được hôm nay, tôi muốn nói đến cả tinh thần lẫn vật chất, là một sự kế thừa, tất nhiên từ ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời. Trong đó ảnh hưởng trực tiếp của cha mẹ tất nhiên là quan trọng nhất. Vì thế, chúng ta không chỉ để lại cho con cái sản nghiệp mà chúng ta tạo ra, chúng ta còn để lại cho chúng cả những hạnh phúc
hay khổ đau mà đôi khi bản thân chúng cũng không nhận biết được. Nếu các bậc cha mẹ luôn hằn học, đối xử thô bạo trong gia đình, con cái của họ sẽ lớn lên trong một môi trường tiêu cực và hun đúc những sự hằn học, thô bạo ấy trong tâm hồn chúng. Chúng sẽ trở nên những người hằn học, thô bạo mà tự thân chúng đôi khi không dễ nhận ra. Rất ít người biết quan tâm đến cách đối xử với con cái để tạo một gia đình hạnh phúc. Nếu bạn là một trong số những người này, tôi xin chúc mừng bạn. Thường thì người ta chỉ quan tâm đến việc phải làm thế nào để vui lòng vợ hoặc chồng mình. Cuộc sống hòa hợp giữa vợ chồng được xem là đã quá đủ. Vai trò của con cái thường ít được chú trọng. Điều này cũng dễ hiểu. Dưới mắt các bậc cha mẹ, con cái bao giờ cũng chỉ là trẻ con, mà trẻ con suy nghĩ thế nào thì có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình kia chứ? Người ta thường cho rằng chỉ cần làm tròn trách nhiệm, quan tâm lo lắng đầy đủ cho con cái là đủ rồi. Hơn thế nữa, nếu cảm thấy việc gì là tốt đẹp cho con cái, họ sẵn sàng bắt buộc chúng phải nghe theo mà không cần quan tâm đến việc chúng có hiểu và chấp nhận hay không. Cách nghĩ như thế làm thương tổn rất nhiều cho hạnh phúc gia đình, bởi vì thật ra trẻ con vẫn có những suy nghĩ, nhận thức riêng của chúng. Chưa nói đến việc dưới mắt của nhiều bậc cha mẹ, trẻ con của họ thật ra có thể đã là những thanh niên, thiếu nữ hoặc đã vượt qua cả độ tuổi trưởng thành. Khi chúng ta cư xử theo cách áp chế con cái, chúng không thể phản kháng, hoặc đôi khi có phản kháng cũng không đi đến kết quả gì. Điều đó để lại trong tâm hồn chúng những thương tổn sâu đậm rất khó hàn gắn sau này. Thường thì bản thân chúng ta cũng có ít nhiều những thương tổn như vậy do cha mẹ ta tạo ra. Chỉ cần suy xét kỹ, ta có thể nhận ra điều ấy. Theo cách này, những ảnh hưởng tiêu cực được truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến cho ta cảm thấy một vài tính cách nào đó dường như là phổ biến trong những thành viên của cùng một gia đình. Để hiểu được con cái, chúng ta cần tạo ra sự cởi mở, thân mật trong sự tiếp xúc với chúng. Từ lâu, sự nghiêm khắc với con cái vẫn được xem là phương thức giáo dục phổ biến và mang lại hiệu quả nhất. Có lẽ điều này cần xem xét lại. Chúng ta có thể nhìn thấy kết quả của sự nghiêm khắc trong tình huống hiện tại, nhưng về lâu dài, nó làm tổn thương nặng nề đến tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Trong số những người tôi quen biết, có nhiều người không sao xóa bỏ được những ấn tượng không tốt về cha mẹ, cho dù họ vẫn biết như thế là không phải. Vì thế, để có một gia đình hạnh phúc, ta nên xem con cái như những thành viên cần phải được quan tâm một cách thích hợp trong gia đình. Nếu con cái đã đủ lớn, chúng cần được tham gia, bàn thảo hoặc chia sẻ những vấn đề của gia đình, cho dù quyền quyết định vẫn thuộc về cha mẹ. Nếu được quan tâm giải thích, đôi khi trẻ con có thể làm chúng ta ngạc nhiên vì khả năng tiếp thu và ghi nhớ của chúng. Vì thế, khi muốn trẻ làm hoặc không làm điều gì, ta cần giải thích cho chúng hiểu hơn là bắt buộc. Có lần, tôi thấy một đứa bé đùa nghịch bằng cách nắm hai cánh bướm và giật ra. Tôi nói với em, "Này em có biết là làm như thế thì tối nay con bướm sẽ không thể bay về nhà được nữa không? Em có biết là cha mẹ bướm sẽ trông đợi lo lắng như thế nào không? Hãy nghĩ xem, nếu tối nay em không về nhà thì cha mẹ em sẽ trông đợi lo lắng đến mức nào?" Hôm sau, trong lúc trời đang đổ mưa, tôi nhìn thấy cũng em bé ấy ngồi bên dòng nước chảy cạnh hiên nhà, cẩn thận vớt mấy con ốc sên đang bị cuốn theo dòng nước. Dứt mưa, em mang mấy con ốc ra đặt nhẹ nhàng dưới một bụi cây. Khi tôi hỏi vì sao em làm như thế, em bé đáp, "Con sợ là tối nay những con ốc sên này sẽ không về nhà được với cha mẹ chúng." Thật cảm động và đáng ngạc nhiên biết bao. Trẻ con không chỉ là trẻ con, chúng là tương lai, là thế hệ nối tiếp của chúng ta. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình phải tạo ra được sự hòa hợp không chỉ giữa vợ chồng với nhau, mà là cả giữa cha mẹ với con cái nữa. Nếu bạn tạo ra những khoảng cách nhất định nào đó làm cho con cái ngần ngại,
không chia sẻ những khó khăn của chúng với bạn, chính là bạn đang đe dọa đến hạnh phúc của gia đình. Con cái cũng cần được giáo dục để biết cách tham gia vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình, vì bản thân bạn có thể cũng đã là nạn nhân của những sai lầm từ các thế hệ trước. Bạn nên học biết cách cảm thông và tha thứ. Nhờ đó, bạn sẽ không lặp lại cùng những sai lầm như thế với con cái mình. Nhưng vì bạn cũng là con người, bạn vẫn có thể mắc phải một vài sai lầm khác. Và bạn nên dạy cho con cái cũng biết cảm thông và tha thứ như mình. Tất cả chúng ta đều muốn có một gia đình hoàn hảo, nhưng khiếm khuyết là bản chất tự nhiên của mỗi con người. Và chúng ta không vì thế mà đánh mất đi hạnh phúc của sự hòa hợp. Yêu thương và sở hữu. Có một khuynh hướng mà hầu hết chúng ta đều mắc phải. Chúng ta luôn mong muốn được sở hữu tất cả những gì mình yêu thương ưa thích. Dạo chơi ngoài vườn, gặp một bông hoa đẹp, ý nghĩ đầu tiên của ta là cắt lấy và mang về. Cho dù ta biết là làm như thế bông hoa sẽ chóng tàn úa hơn, nhưng ta vẫn muốn nó là của ta, thay vì là để nó lại trong tự nhiên bên bờ dậu. Chúng ta nuôi chim kiển, cá cảnh cũng không ngoài khuynh hướng này. Cho dù ta biết rất rõ rằng những con chim trong lồng sắt kia không còn bay nhảy một cách tự nhiên xinh đẹp như khi chúng sống giữa thiên nhiên, nhưng dù sao đi nữa, chúng là của ta. Khuynh hướng này không chỉ đúng với những vật sở hữu theo cách hiểu như đồ vật, con vật, nó còn đúng cả trong cách ta đối xử với những người mình thương yêu. Lòng ghen tuông cũng là một trong những biểu hiện của khuynh hướng của ta này. Tuy vậy, lòng yêu thương chân thật không gắn liền với ý muốn sở hữu người mình thương yêu, hay nói cách khác, chỉ khi ta trừ bỏ được ý muốn sở hữu, ta mới có thể đạt đến sự thương yêu chân thật. Lòng cha mẹ thương con là một ví dụ điển hình, không có sự tính toán được mất, hay nói đúng hơn là một thứ tình thương cho đi mà rất hiếm khi nhận lại. Lo lắng chăm sóc cho con từ thấm bé cho đến khi dựng vợ gả chồng, cha mẹ dường như mất tất cả, không nhận lại được gì. Họ chỉ mong cho con tạo lập được một gia đình hạnh phúc, không hề mong rằng đứa con ấy sẽ mãi mãi là sở hữu của riêng mình. Phần lớn tình thương mà chúng ta ban phát ra trong cuộc sống đều thuộc dạng có điều kiện. Chúng ta rất ít khi yêu thương ai theo cách chỉ đơn thuần vì đó là người ta yêu thương. Khi yêu thương như thế, ta thường không cảm nhận được hết sức mạnh, niềm vui mà tình thương mang lại. Trong một vài trường hợp, ta cũng có thể bắt gặp những tình yêu vô điều kiện. Khi người ta thật sự hết lòng yêu thương ai đó, sức mạnh của những tình yêu như thế có thể được cảm nhận qua việc người ta sẽ làm bất cứ điều gì vì người mình thương yêu. Chúng ta nên học cách yêu thương như thế, đó mới chính là lòng yêu thương chân thật. Lòng yêu thương như vậy có khả năng hàn gắn mọi khổ đau và mang lại cho ta niềm vui sống bất tận. Khi không có được lòng yêu thương chân thật, đôi khi chúng ta làm rất nhiều việc tốt, nhưng chúng mang lại cho ta những niềm vui hạn chế. Như khi ta tham gia cứu trợ chẳng hạn, nếu xuất phát từ lòng thương yêu chân thật, muốn chia sẻ khó khăn cùng đồng loại, ta sẽ không cần quan tâm đến việc tên tuổi mình có được ghi nhận và công bố hay không, hoặc công bố theo hình thức như thế nào. Nhiều người không làm được như vậy nên niềm vui mang lại từ việc làm của họ bị hạn chế. Khi yêu thương chân thật, ta cũng dễ dàng tha thứ và cảm thông hơn, bởi ta không đòi hỏi người ta yêu thương phải đáp trả như thế nào. Điều đó giúp cho tâm hồn ta thanh thản và thật sự có được hạnh phúc yêu thương. Khi chúng ta tự quan sát chính mình theo cách hiểu về lòng yêu thương chân thật như thế này, chúng ta dễ dàng tự biết là mình đã đạt được lòng yêu thương chân thật hay chưa. Có thể là chúng ta thấy phần nào xa lạ với cách hiểu này trong những lần thực tập đầu tiên, nhưng khi đã quen thuộc, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng nó hoàn toàn khác xa với kiểu tình thương chiếm hữu của chúng ta trước đây. Nó mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc chân thật. Người giàu cũng khổ. Phần lớn trong chúng ta, ai cũng mong muốn được giàu có. Đôi khi,
chúng ta bỏ cả nửa cuộc đời hoặc nhiều hơn thế nữa để có thể trở nên giàu có. Sự đầy đủ về vật chất quả thực mang lại cho ta rất nhiều sự thoải mái trong cuộc sống và cũng bớt đi những nỗi lo toan chuyện cơm áo hàng ngày. Nhưng nhìn sâu vào vấn đề, người giàu nói chung cũng vẫn có những khó khăn nhất định trong cuộc sống, nhất là khi ta xét từ góc độ đi tìm một cuộc sống hạnh phúc. Phần lớn người giàu, nếu không nói là tất cả, đều đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở nên giàu có. Và dù họ có thành công đến mức độ nào đi nữa, để có được và củng cố vị trí của mình trong xã hội, quả thực với họ cũng không dễ dàng gì. Vấn đề đối với hầu hết những người giàu là sự khan hiếm thời gian dành cho bản thân và gia đình. Suốt một quá trình nỗ lực lâu dài đã tạo cho họ thói quen làm việc căng thẳng, tích cực, và rất ít người cho rằng điều đó có gì cần phải thay đổi. Kèm theo đó, người giàu có nhiều cơ hội để làm việc. Phần lớn họ là những người làm việc độc lập, có đủ vốn liếng để phát triển công việc không giới hạn, hoặc nếu họ đi làm cho người khác thì cũng là những cương vị tốt, có thu nhập cao, và do đó đòi hỏi trách nhiệm cũng nặng nề. Những điều ấy dẫn đến một thực tế là người giàu thường có quá nhiều cơ hội tốt để dành thời gian cho công việc. Điều đó mang lại cho họ thu nhập ngày càng lớn hơn, nhưng cũng thu hẹp thời gian họ dành cho bản thân và gia đình ngày càng hiếm hoi hơn. Ngược lại, những người ở tầng lớp trung lưu hoặc nghèo khó thường có những giới hạn nhất định trong công việc. Họ thường làm việc theo mức độ trung bình với số giờ lao động thông thường và một mức thu nhập khiêm tốn. Dù họ có muốn làm việc nhiều hơn nữa, cũng ít khi có đủ may mắn để tìm được việc làm thêm thuận tiện. Và như vậy, cách duy nhất để họ tồn tại là phải biết gói gọn cuộc sống theo với mức thu nhập thực tế của mình. Tuy vậy, họ luôn có thời gian dành cho chính mình và cho những người thân trong gia đình. Xuất phát từ thực tế này, trong những gia đình giàu có, việc quan tâm lo lắng cho con cái thường là đồng nghĩa với việc đáp ứng những nhu cầu vật chất. Con cái được sống sung túc, học hành đầy đủ và không phải thiếu thốn gì. Tuy nhiên, thường thì cha mẹ có ít thời gian dành ra để trực tiếp chăm sóc con cái. Điều này khiến cho con cái lớn lên trong sự thiếu thốn phần lớn tình cảm, bởi vì nhu cầu tình cảm của chúng là cần được sự gần gũi, chăm sóc bởi chính bàn tay cha mẹ, không chỉ là được đáp ứng đầy đủ về vật chất. Ngay cả trong quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng vậy, khuynh hướng chung là trong những gia đình giàu có, người ta luôn quá bận rộn để có thể dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Và thật không may là điều này không sao có thể bù đắp lại bằng tiền bạc, vật chất. Nếu bản thân bạn là một người giàu có và tránh được tình huống rất thường gặp này, bạn có thể tự hào về điều đó. Mặt khác, có một tâm lý chung là người ta thường gần gũi quan tâm đến nhau nhiều hơn trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Vợ chồng con cái trong những gia đình nghèo thường có tình cảm gắn bó rất sâu đậm với nhau. Họ cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn của gia đình. Họ biết là những người chung quanh lúc nào cũng cần đến sự quan tâm chia sẻ của họ. Sự thiếu thốn vật chất chung của cả gia đình khiến cho họ có những nhu cầu thiết yếu giống như nhau và dễ cảm thông nhau. Ngược lại, trong những gia đình giàu có, người ta không có gì thiếu thốn mà thường chỉ chạy theo những ham muốn riêng tư của mỗi người. Vì nhu cầu không giống nhau nên họ cũng ít gần gũi nhau. Tất nhiên chúng ta chỉ đang nói đến cái chung chung, không đề cập đến từng trường hợp cụ thể. Nếu người giàu tự ý thức được những điều này, họ có thể có sự điều chỉnh thích đáng để tạo một không khí gia đình ấm cúng hơn, trong đó các thành viên đều quan tâm và dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Điều chắc chắn là như thế ta sẽ bớt giàu hơn đôi chút, nhưng môi trường tình cảm sẽ tốt đẹp hơn và gia đình vì thế được hạnh phúc hơn. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói là một trong những yếu tố chi phối phần lớn cuộc sống của chúng ta. Khi tiếp xúc với ai lần đầu tiên,
phong cách nói năng của người ấy có thể để lại trong ta một ấn tượng tốt hay xấu. Nhiều người cho rằng việc nói năng dịu ngọt là biểu hiện của sự không trung thực, và họ thích giao tiếp với những người có lối nói thẳng thừng, bộc trực hơn. Định kiến này không có gì để đảm bảo là đúng cả. Bản chất trung thực hay gian trá của một người không quan hệ đến việc người ấy nói năng dịu dàng hay thô thiển. Tuy nhiên, tôi có thể nói chắc điều này: không ai trong chúng ta lại không thích nghe những lời êm ái hòa nhã hơn là những lời đốt chát thô lỗ. Tục ngữ ta đã có câu: lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cũng là nói lên ý này. Nói năng dịu ngọt, chọn lựa từ ngữ, không có nghĩa là nói lời gian dối, không đúng sự thật. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lựa lời mà nói có nghĩa là vẫn cùng một ý tưởng, một quan điểm, nhưng được cố gắng diễn đạt, trình bày theo cách êm ái hòa nhã nhất. Phong cách nói năng là một lợi thế không tốn kém, nhưng thường có thể mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp không ngờ. Tuy nhiên, trước hết ta hãy thử xét qua trường hợp của những người nói năng không lựa lời. Khi chúng ta nói năng theo cách nặng nề thô lỗ, không những người nghe cảm thấy bị xúc phạm, mà chính bản thân chúng ta cũng có rất nhiều điều bất lợi. Trước hết, tâm trạng của ta trở nên nóng nảy, bực dọc theo với ngôn ngữ mà ta dùng. Điều này làm cho ta mất đi một phần sự suy xét, phán đoán sáng suốt. Thêm vào đó, cách nói năng nặng nề sẽ tập nhiễm thành một thói quen, và nó gieo cấy vào tâm hồn ta những hạt giống nóng nảy, bực dọc, làm cho tính tình ta dần dần thay đổi theo hướng xấu đi. Đối với người nghe, thật không dễ chịu chút nào khi phải chịu đựng những lời nặng nề, thô lỗ. Điều này có thể làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề theo hướng xấu hơn. Ngược lại, khi ta chú ý lựa chọn cách nói năng hòa nhã, trước hết ta giữ được sự thanh thản sáng suốt của chính mình. Thói quen nói năng hòa nhã là một trong những phương thức hữu hiệu để tu dưỡng tính tình. Như vậy, chúng ta vừa tránh làm thương tổn người khác, mà đồng thời cũng có lợi cho chính bản thân mình. Khi vấn đề được trình bày theo cách ôn hòa, người nghe sẽ dễ chấp nhận hơn, vì điều đó tỏ ra là họ đang được tôn trọng. Ngay cả khi có sự bất đồng, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được một phản ứng êm dịu hơn. Nói năng hòa nhã cũng là cách rất tốt để ta luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Khi ta nói, ta biết mình đang muốn nói gì và nên nói ra như thế nào. Bằng cách đó, chúng ta ý thức đầy đủ về bối cảnh giao tiếp hiện tại mà không bị chi phối bởi bất cứ định kiến hay sự lơ đễnh nào. Nói năng theo cách nặng nề thô lỗ thường là do thói quen tập nhiễm lâu ngày. Nói năng hòa nhã cũng là một thói quen ngược lại mà ta hoàn toàn có thể tạo ra được. Để có được hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta không thể không quan tâm đến việc lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sống đơn giản. Sống đơn giản là một trong những phương thức giúp bạn có được hạnh phúc trong cuộc sống mà không đòi hỏi phải tốn kém nhiều. Nhưng ngược lại, nó đòi hỏi một sự hiểu biết và quyết tâm kiên trì thực hiện. Bởi vì thay đổi cách sống là một trong những điều khó làm nhất đối với hầu hết chúng ta. Sống đơn giản hoàn toàn không có nghĩa là gạt bỏ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ có điều là chúng ta thường có quá nhiều nhu cầu để đòi hỏi, đến nỗi ta khó lòng phân biệt được đâu là những nhu cầu tối thiểu và thiết yếu cho cuộc sống. Hơn thế nữa, chúng ta thường xác định những gì mình cần dựa vào nhận thức của những người chung quanh, thay vì là theo phán đoán của chính mình. Đây là một điều nghe có vẻ như vô lý, nhưng tiếc thay, đó lại là sự thật đối với rất nhiều người. Nếu bạn là ngoại lệ, đó là một điều rất tốt cho chính bản thân bạn. Nếu chúng ta không quay nhìn lại để tự giới hạn những mong muốn của mình, những mong muốn ấy sẽ không bao giờ tự nó có giới hạn. Vấn đề ở đây là bạn phải giới hạn những nhu cầu của mình ở mức độ nào. Điều đó có thể là khác nhau ở mỗi người. Với tôi, một máy điện toán cá nhân là vô cùng thiết yếu, nhưng với một người khác có thể đó là sự xa xỉ.
bạn cần phải tự xác định những nhu cầu nào là thiết yếu đối với chính mình, chứ không phải là ai khác. Có một nguyên tắc tương đối đơn giản để bạn làm được điều đó. Khi việc loại bỏ một nhu cầu làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn là theo đuổi và đạt được nó, bạn có thể yên tâm gạt bỏ nó ra khỏi danh sách phấn đấu của mình. Chẳng hạn như, bạn nghĩ rằng mình cần gắn một máy điều hòa không khí trong nhà vì có những ngày nóng bức bạn cảm thấy dường như không sao chịu nổi. Tất nhiên, điều trước tiên là bạn phải ước tính ngân sách cho việc này. Thêm vào đó, bạn cũng phải tính đến hóa đơn tiền điện tăng vọt hàng tháng do việc sử dụng máy điều hòa không khí. Nếu thu nhập của bạn là vào mức trung bình hoặc không cao lắm, những điều này hẳn sẽ tạo ra một áp lực khá căng thẳng lên sự cân đối thu chi của bạn. Ngược lại, về phía bên kia của vấn đề là sự thoải mái có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều này lại tùy thuộc vào thời gian bạn có mặt ở nhà và cũng dùng đến máy, kèm theo với mức độ nóng gắt của thời tiết đã tác động đến bạn như thế nào. Bây giờ, bạn thử nghĩ đến việc loại bỏ kế hoạch gắn máy điều hòa không khí. Nếu sự dễ chịu mang lại do quyết định này, vì loại trừ được sự căng thẳng về tài chính, có thể lớn hơn là sự dễ chịu mà bạn có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều đó có nghĩa là bạn có thể yên tâm gạt bỏ nhu cầu này. Bạn có thể xem xét vấn đề một cách tương tự trước khi mua sắm thêm đồ đạc trong nhà, quyết định một kỳ nghỉ ở xa hay tu sửa nhà cửa vào dịp năm mới. Mỗi một vấn đề đều có thể là thiết yếu hoặc không thiết yếu. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và khả năng tài chính của chính bạn. Chỉ cần chúng ta đặt thành vấn đề quan tâm xem xét, có rất nhiều trong số những chi tiêu thông thường của chúng ta có thể được cắt giảm mà không mang lại bất cứ một sự thay đổi khó chịu nào cho cuộc sống. Và điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ được dễ chịu hơn do sự giảm nhẹ áp lực tài chính. Thường thì chúng ta không chọn lối sống đơn giản chỉ vì những người quanh ta không chọn sống như thế. Một áo sơ mi tuy cũ nhưng có thể vẫn còn dùng rất tốt sẽ bị thay thế không phải vì chủ nhân của nó thực sự muốn thay thế, mà chỉ vì chung quanh anh ta mọi người đều đã mặc những chiếc áo mới theo một thời trang mới. Chúng ta cần thay đổi quan niệm ấy. Chúng ta cần điều gì? Đó là cho chính bản thân ta, gia đình ta. Không cần thiết lúc nào cũng phải quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về điều đó, bởi vì người khác hoàn toàn không hề chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chúng ta. Không chỉ là vấn đề tài chính, khi bạn chọn một lối sống đơn giản hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho gia đình hoặc những người thân yêu khác. Chính thời gian ấy là vốn quý mà bạn phải cần đến để tạo dựng đời sống hạnh phúc. Bạn sẽ không phải tất bật ngày đêm quay cuồng trong công việc để có đủ thu nhập đáp ứng cho những nhu cầu vượt mức của mình. Giáo dục cho con cái trong gia đình nếp sống đơn giản cũng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là việc tiết kiệm đôi chút tiền bạc, tạo ra cho con cái một hướng suy nghĩ đúng đắn về nếp sống đơn giản. Đó là tạo dựng nền tảng hạnh phúc cho cuộc sống của chúng sau này. Bạn cần giáo dục điều đó bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Bạn không nên cho phép con cái dứt bỏ những món đồ dùng cũ chỉ vì đua đòi theo bạn bè. Tôi biết có rất nhiều người vì thương con đã đáp ứng đầy đủ ngay cả những yêu cầu vật chất gần như vô lý. Điều đó không có lợi chút nào cho cuộc sống của chúng trong tương lai. Khi bạn chọn nếp sống đơn giản, bạn cũng bày tỏ sự cảm thông với những người khác còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống, và đồng thời bạn cũng dễ có được niềm vui chia sẻ vật chất cùng với họ. Sống đơn giản không phải là một ý tưởng phức tạp khó hiểu, nhưng thật sự là một việc rất khó làm. Bạn cần phải kiên nhẫn trong việc thay đổi dần những nếp suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ quyết tâm để thực hiện, bạn sẽ được bù đắp xứng đáng bằng những niềm vui mà cuộc sống đua đòi bon chen không thể nào mang đến cho bạn được. Và đó chính là nền tảng cơ bản cho một cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Lời nói và việc làm. Có câu tục ngữ rằng, nói dễ hơn làm. Chính vì vậy mà chúng ta thường nói nhiều hơn những việc mình làm. Điều này có vẻ như chẳng có gì quan trọng cho lắm,
Hơn nữa, nếu ai ai cũng đều có thói quen như thế, thì việc gì phải quan tâm kia chứ? Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn rất cần phải quan tâm suy nghĩ về việc này. Lời nói là một biểu hiện của tinh thần. Trong lòng ta thế nào thì lời nói bộc lộ ra thế ấy. Ngược lại, khi được thể hiện ra rồi, lời nói lại gieo cấy những hạt giống tốt hoặc xấu vào tâm hồn chúng ta. Vì thế, muốn tâm hồn chân thực thì lời nói tất nhiên cũng phải chân thực. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi có những tác hại sâu xa mà chúng ta không thể không quan tâm sửa đổi. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với nhau về tác hại của những lời nói dối. Hiển nhiên là nó đánh mất đi giá trị tự thân của người nói, khiến cho mọi người không còn tin cậy vào anh ta được nữa, ngay cả khi anh ta đã từ bỏ việc nói dối. Vì thế, những gì người nói dối đánh mất đi là nhiều hơn những gì họ đạt được. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy được tác hại của những lời đùa cợt hoặc khoe khoang khoác lác, bởi vì chúng có vẻ như chẳng hại gì đến ai cả. Trong thực tế, những lời đùa cợt không thật hay những lời khoe khoang vượt quá sự thật chính là tiền thân của những lời nói dối. Rất nhiều người trong chúng ta đã biết qua cảm giác ngượng ngập lúng túng khi lần đầu tiên nói dối. Người nói đang đứng trước ranh giới giữa sự chân thật và dối trá, và cảm giác này giống như một phản ứng tự nhiên của bản thân để cố ngăn không cho ta rơi vào sự dối trá. Thường thì người nghe rất dễ nhận ra vẻ lúng túng ấy, để biết là mình đang bị nói dối. Tuy nhiên, nếu chúng ta lặp lại việc nói dối nhiều lần, chúng ta không còn cảm giác lúng túng ngượng ngập như lần đầu. Và chính những lời đùa cợt hay khoe khoang cũng có tác dụng xói mòn, làm mất đi cảm giác ngượng ngập lúng túng đã ngăn cản không cho ta nói dối. Nếu bạn thường xuyên đùa cợt khoe khoang quá trớn, bạn sẽ rất dễ dàng chuyển sang nói dối mà không có chút gì ngần ngại. Mặt khác, bản thân người nói không phải bao giờ cũng ý thức rõ được mình đang nói những lời không thật. Nếu ta nhận được sự tán phục hoặc tán đồng từ người khác, dần dần ta sẽ có cảm giác như mình đang nói thật. Nhưng thật ra, ta đang lừa dối chính bản thân mình. Và điều này về lâu dài sẽ khiến cho ta mất khả năng phân biệt rạch ròi giữa sự chân thật và dối trá. Một khuynh hướng rất thông thường là chúng ta luôn nói nhiều hơn mức cần thiết. Một trong những lý do dẫn đến điều này cũng là vì nói dễ hơn làm. Đôi khi chúng ta tập thành thói quen nói rất nhiều mà không quan tâm đúng mức đến những gì mình nói ra. Sự lạm phát lời nói này luôn được những người chung quanh ta cảm nhận được và phản ứng lại bằng cách đánh giá thấp lời nói của ta. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần ta bớt nói đi, lời nói của ta sẽ tự nhiên có giá trị cao hơn. Nhưng vấn đề cũng không đơn giản chỉ có thế. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi còn làm ta đánh mất đi năng lực suy nghĩ chín chắn đối với từng vấn đề, thay vì tập trung sự chú ý sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ta dễ dàng hài lòng với bất cứ phát biểu nào vừa chợt nghĩ ra được. Biết hạn chế lời nói một cách thích hợp, chúng ta còn tiết giảm được một năng lượng đáng kể cần thiết cho cơ thể. Cũng có thể bạn có phần nào hoài nghi về việc nói nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đó là sự thật. Người xưa cũng đã nhận biết được điều này nên có nói: khẩu khai thần khí tán, miệng mở ra là thần khí phải hao tổn. Tất nhiên, nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta phải trở nên lầm lì ít nói. Có điều là chỉ nên nói những gì ta thấy cần thiết mà thôi. Khi chúng ta biết quan tâm hạn chế những lời nói không cần thiết, chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ làm được tất cả những gì mình nói. Để cho lời nói đi đôi với việc làm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu ta chỉ nói ra những điều đã cân nhắc thận trọng, thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi nói ra với sự ý thức đầy đủ là mình sẽ thực hiện lời nói đó, chính là chúng ta đã biết sống tỉnh thức trong hiện tại mà không buông bỏ những giây phút sống của mình vào sự lơ đễnh lãng quên. Việc giữ cho lời nói đi đôi với việc làm sẽ hoàn thiện nhân cách của bạn rất đáng kể. Và điều này có thể dễ dàng nhận ra được qua cung cách mà những người chung quanh sẽ đáp lại đối với bạn. Bạn sẽ không còn mấy khi phải nghe người khác than phiền về chuyện nói dễ hơn làm.
hạnh phúc là điều có thực. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng dài trên con đường hướng đến hạnh phúc chân thực. Tôi không biết chắc là bạn có hoàn toàn đồng ý với những gì đã được trình bày hay không. Nhưng chỉ hy vọng một điều là bạn nhận ra quan điểm về hạnh phúc chân thực nêu lên trong cuốn sách này. Hạnh phúc chân thực là sự yên vui thanh thản mà mỗi chúng ta có thể đạt đến bất chấp những khó khăn hay nghịch cảnh. Bởi vì có quá nhiều những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này, nên chúng ta không thể để cho chúng ngăn chặn hoặc cướp mất đi niềm vui sống của ta. Bằng không, ta sẽ chẳng bao giờ được yên vui cả. Như vậy, hạnh phúc chân thực không thể phụ thuộc vào những gì chúng ta có được, mà nó hoàn toàn đạt đến bằng vào cách sống của chúng ta. Có thể chúng ta còn nghèo khó hoặc rất giàu sang, hoặc gặp nhiều may mắn, hoặc có lắm rủi ro. Nhưng nếu chúng ta có một nhận thức đúng về cuộc sống và biết sống hết lòng, chúng ta đều có thể đạt đến cuộc sống yên vui hạnh phúc ngay trong hoàn cảnh của chính mình. Một khi bạn buông bỏ những quan điểm sai lầm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rằng hạnh phúc là điều có thực ở ngay trong tầm tay của chúng ta. Ngay tại đây và trong giây phút này, trong từng hơi thở biểu hiện sự tồn tại của ta trong cuộc sống nhiệm màu này. Mong sao những gì bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ không góp thêm phần vào gánh nặng tri thức của bản thân, bởi người viết không hề có dụng ý đó. Những điều được viết ra ở đây hoàn toàn nhằm vào mục đích thực hành. Và tôi tin chắc là bạn chỉ có thể thực sự cảm nhận được hết khi áp dụng chúng vào cuộc sống. Chúng ta gắn bó với cuộc sống này thông qua từng hơi thở. Đôi khi chúng ta không thực sự tiếp xúc được với cuộc sống bởi vì chúng ta thường lãng quên, không chú ý đến hơi thở của chính mình. Không biết có hơi thở, tức là không biết có cuộc sống. Cuộc sống sẽ không là gì cả nếu không là hiện tại mà ta đang cảm nhận. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp xúc với cuộc sống nếu chúng ta lãng quên hơi thở trong hiện tại. Có thể bạn hoài nghi điều đó, nhưng bạn không thể không nhận ra điều này. Khi không tỉnh thức trong hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút về giới quá khứ hoặc tương lai. Và thật đáng buồn là chẳng bao giờ có thể có được hạnh phúc trong quá khứ hoặc tương lai. Vì vậy, trước khi chia tay, tôi mời bạn hãy cùng tôi thử đến với cuộc sống qua chừng vài mươi hơi thở, hoặc có thể nhiều hơn nữa nếu sau đó bạn cảm thấy có sự thích thú. Trước tiên, xin mời bạn hãy mỉm cười. Bạn không cần phải nêu ra một lý do nào đó cho việc mỉm cười, chỉ một việc bạn đang tồn tại và đang đến cùng cuộc sống, như thế là đã quá đủ để mỉm cười. Bây giờ, mời bạn hãy ngồi xuống thật thoải mái. Bạn đang ở trong phòng khách ư? Cũng tốt. Bạn đang đi dạo ngoài vườn ư? Càng tốt hơn. Bạn cũng có thể là đang ở bất cứ đâu, thậm chí bạn đang đọc những dòng này trên xe buýt. Không hề gì, chỉ cần bạn hãy chuẩn bị cho mình một tư thế thật thoải mái trong điều kiện hiện có. Và giờ thì xin bạn hãy buông bỏ đi bao nhiêu băn khoăn lo lắng của những ngày qua, toan tính dự định của hôm nay. Dành trọn vẹn tâm trí cho giây phút hiện tại này, bạn bắt đầu thở vào. Khi hơi thở khoan thai đi vào, bạn không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở vào. Khi thở ra, bạn cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở ra. Thở vào, thở ra, bạn luôn tỉnh táo nhận biết trong từng hơi thở và không để cho bất cứ suy nghĩ nào khác xen vào quấy rối. Hơi thở này là cuộc sống. Tôi đang tiếp xúc cùng cuộc sống và tôi không cần biết đến chuyện gì khác nữa. Cách chú tâm vào hơi thở như thế này có thể giúp bạn lắng động tâm trí, trở nên yên tĩnh sáng suốt trong một trạng thái không bị xáo động bởi bất cứ chuyện gì. Bạn có thể thực hành thở lâu hoặc mau, hoặc vào bất cứ lúc nào thuận tiện trong ngày. Nhưng tốt nhất, bạn nên dành một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày để thực tập. Bạn cũng có thể áp dụng nó như một phương thuốc an thần hữu hiệu mỗi khi bạn gặp những xáo trộn trong cuộc sống, hay lúc tâm trí căng thẳng nhiều lo nghĩ. Vấn đề ở đây là bạn không phải làm gì khác ngoài việc ngồi yên và chú tâm vào hơi thở. Chỉ cần như thế,
bạn sẽ quay trở về tiếp xúc với cuộc sống này, và bạn sẽ nhận ra chẳng có gì là có thể quan trọng hơn điều đó cả. Bạn không cần mong cầu đạt đến những kinh nghiệm tâm linh sâu xa như các vị thiền sư, mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể đạt được. Tôi chỉ mong bạn cố gắng thực hành nếp sống tỉnh thức này đủ để một lúc nào đó không xa lắm sẽ có thể vui vẻ nói cùng tôi: "Dân, hạnh phúc là điều có thực."